60% số điểm, còn hôm gà mình thi ba cọp đó, đó nó chỉ chiếm được có 40% số điểm thôi nha. Rồi và cái đề thi thì anh chị có thắc mắc gì không, anh chị muốn hỏi ý kiến gì không thì cứ nêu lên, và mình sẽ đi học cái đề, mình sẽ học một cái đề khác, một cái đề này để ôn tập lại kiến thức cho mình ha. Hay vậy là bỏ cái hệ thần kinh rồi còn cái gì hệ sinh dục nam nữ đó có bỏ không thầy? Hả, hệ sinh dục nam nữ không, hệ sinh dục nam nữ vẫn học bình thường. Á thầy, ý hỏi thi á. Hỏi thi đúng rồi, vẫn học vẫn thi bình thường, em dạy rồi hai bài đó rồi mà. Thì bỏ có mỗi hệ thần kinh hả không thầy? Cái gì Ý là bỏ có mỗi cái bài hệ thần kinh thôi hả chính xác, thầy? Cơ xương khớp nữa chị. ca xương khớp hình như là trong cái đề cương anh cũng không có cho thi luôn hay rồi 50 câu 60 phút ha. Cái đề thi thì tương tự như thế này thôi, không có gì phức tạp, hỏi những câu đơn giản thôi ha, không có gì phức tạp hết. Rồi nếu mà anh chị đi học đầy đủ rồi, chỉ cái chuyện là nghe em giảng thôi thì cũng là đủ để mà thi rồi, chứ không không cần học bài quá nhiều. Nhớ nha, cho thi là nhớ là nghĩ cái cách để mà ôn thi luôn, là anh chị á là lấy cái đề cương này soạn ra, em đặt những câu hỏi trong này nè, anh chị soạn ra cái từ luận rồi học những cái câu, học những cái đó là cho thi sẽ làm được, là vô thi sẽ làm được. Đừng có lấy cái, đừng có học tủ mà ôm cái đề thi nha, ôm cái đề thi là coi chừng rớt á. Cái đề kia thầy có gửi cho tụi em không? Hả, Cái đề hồi nãy thầy có gửi cho tụi em không? không, cái Cái đề gì đó mà không có thể, tin mặt được đó. cái đề đó không 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 thể gỡ được nha, cái đề đó gỡ là em bị khóc hàng. Rồi mà cái đề đó đó thì em không gỡ Cái được, nhưng ôm mà á thầy, cái ôm á, cái ôm á. cái đề cương đó hả, cái đề cương ôm hả, Đây này, đây này thầy, đây này đó, tin mặt hô hấp rồi gửi đó. lâu Đó, rồi, rồi vàng vàng gửi xanh gửi xanh gì đó. đúng Gửi rồi, gửi từ từ đầu đầu, rồi. Gửi gửi lại từ đầu khóa thầy. Gửi từ đầu luôn á luôn. Ừ, hả? đúng rồi, Hôm bữa trước thầy cũng gửi lại rồi, thầy ghi là cái môn đó có cái phần bỏ, thầy ghi lại luôn rồi. Gửi lần hai luôn rồi đó bạn, cách đây 2 tuần hay sao? rồi Anh chị nào còn cho em xin nha, chứ anh chị nào còn cho em xin nữa. rồi. Có anh chị nào mà chưa đủ cột điểm không, có anh chị nào chưa đủ cột điểm không, bà hãm kêu điền vô ba cột đó, có anh chị nào mà chưa bị chưa thi đủ cột điểm không, chưa đủ cột điểm không? Rồi không có ha, có gì ý kiến thì bạn cứ nói đi, đừng Dạ bữa em chưa thi đủ 3 cục điểm á thầy. chưa thi đủ ba cục điểm rồi, bạn được mấy cọp rồi, Dạ mới được 1 cột thực hành. được một cột thực hành rồi. Rồi bây giờ bạn Bảo Nhi, bây giờ ý kiến của bạn bây giờ, bạn muốn là học lại hay là bạn muốn qua luôn cái môn này, Dạ bạn muốn học qua kỳ luôn sau? được không thầy? Rồi bạn nào chứ, có bạn nào là chỉ nếu mà thi cột thực hành rồi thì em còn là những cái gì mà cái cơ tim của mình nó phải chịu đựng đúng không, tiền tải là những cái gì nó khiến cái cơ tim của mình chịu đựng, nhưng mà nó ở phía trước của trái tim, ở phía trước của trái tim là cái gì anh chị, là nó sẽ có những cái dịch, những cái dịch nó sẽ lấy được cái máu từ tĩnh mạch nó đổ về đúng không, máu từ tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ đổ về trái tim của chúng ta, khi mà cái dịch này nó khi mà cái lượng dịch máu của chúng ta nó tăng lên thì cái lượng máu đổ về cái trái tim của chúng ta nó sẽ nhiều hơn, cái lượng máu đổ về trái tim chúng ta nhiều hơn thì sao, thì trái tim của chúng ta nó phải chịu một cái áp lực lớn hơn, thì đó chính là tiền tải. Tiền tải là cái lượng dịch mà nó sẽ đổ về máu chúng ta lúc đó nó nhiều nhất, được chưa. Và hậu tải là gì, tải là cái gì mà trái tim chúng ta phải chịu đựng, hậu là cái gì nằm phía sau trái tim.
Nằm phía sau trái tim là cái gì anh chị? Đó là những cái động mạch, được chưa? Quan trọng nhất đó chính là áp lực của cái động mạch chủ. Cái thắt trái chúng ta nó có cái động mạch chủ, nó bơm máu ra ngoài. Trái tim của chúng ta muốn bơm cái máu này được ra ngoài thì nó phải thắng được cái áp lực của cái động mạch chủ này. Nó phải thắng được cái áp lực này thì nó mới bơm cái lượng máu ra được. Vậy mình có thể nói là hậu tải đó chính là cái sức cản của cái động mạch chủ, cái sức cản của cái động mạch chủ mà trái tim chúng ta phải thắng được thì nó mới bơm cái máu này ra ngoài được, được chưa? Đó, anh ví dụ những cái trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp đi, bệnh nhân bị tăng huyết áp, để một xíu nha. Em ví dụ những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tăng huyết áp, bệnh nhân bị tăng huyết áp đi, vậy có phải là cái áp lực của cái động mạch chủ của mình đó anh chị, cái áp lực của cái động mạch chủ của mình nó tăng lên, áp lực động mạch chủ nó sẽ tăng lên đúng không? Tăng khi mà bị tăng huyết áp, áp lực của động mạch chủ tăng lên. Vậy mình có thể nói rằng khi mà bị tăng huyết áp, áp lực của động mạch chủ tăng lên thì mình tăng cái hậu tải. Cái chuyện này nó sẽ gây ra hậu quả gì anh chị? Cái chuyện này á là sau này khi mà như là nó tăng cái hậu tải như vậy thì trái tim của chúng ta nó phải làm việc nhiều hơn, để nó phải co bóp một cách mạnh hơn để mà đẩy cái dịch từ trong cái máu, từ trong cái thắt trái của mình ra ngoài, được chưa? Nếu mà nó làm việc nhiều hơn như vậy, làm việc nhiều hơn như vậy, cứ liên tục như vậy hoài thì sao? Thì trái tim của mình nó sẽ mệt, thì nó một lúc nào đó nó mệt quá, nó đuối quá thì nó trở nên là suy tim, được chưa? Suy tim thì đó chính là cái ý nghĩa của hậu tải. Còn tiền tải này ví dụ là sao? Ví dụ cái bệnh gì anh chị cứ đi mà cái bệnh gì cũng truyền dịch vô cho người ta chứ á, cái thể tích máu của người ta 5 lít 6 lít là vừa phải rồi, cái bệnh gì á, đau họng sốt ho gì cũng đem vô là dưới quê là truyền cái dịch vô cho á ha. Khi mà mình truyền dịch vô như vậy thì có phải là cái lượng máu ở trong cái hệ tuần hoàn của mình nó sẽ tăng lên, lượng máu trong hệ tuần hoàn của mình nó tăng lên thì sao? Thì là cái lượng máu đổ về trái tim của chúng ta nhiều hơn, và lúc đó là nó làm tăng tiền tải của trái tim của chúng ta, đúng không? Vì là trái tim của chúng ta gánh chịu một cái lực không đáng có mà do chính cái người thầy thuốc gây ra, thì đó chính là tiền tải vậy ha. Rồi nói tóm lại, cái tiền tải là cái áp, là cái thể tích của thời kỳ cuối tâm chương, là lúc là trái tim của chúng ta chứa nhiều máu nhất. Thời kỳ tâm chương là gì anh chị? Là thời kỳ tim hút máu về cái thắt trái này. Đây giai đoạn đó thì là cái lượng dịch ở trong cái thắt trái của chúng ta là nhiều nhất, thể tích nhiều, tức là áp lực của nó nhiều, cho nên yếu tố quyết định tiền tải đó chính là thể tích cuối thời kỳ tâm chương, được chưa? Ha. Và tiếp theo là cái huyết áp trung bình. Anh chị học cái hai cái khái niệm là huyết áp tâm thu với huyết áp tâm chương, đúng không? Học huyết áp tâm thu với huyết áp tâm chương thì cái huyết áp trung bình này thì nó chính là huyết áp tâm thu. Huyết áp tâm thu là huyết áp mà cao nhất nè, cao nhất mà to được nè. Huyết áp tâm chương là huyết áp thấp nhất đo được trước khi nó mắc tiếng. Mình lấy cái máy huyết áp á là mình đo thì là huyết áp tâm thu với huyết áp tâm chương. Huyết áp tâm thu là huyết áp cao nhất đo được, huyết áp tâm chương là huyết áp thấp nhất đo được trước khi mà nó bị hết nghe tiếng gì luôn, được chưa? Đó thì huyết áp tâm thu và huyết áp tâm chương, đúng chưa? Ví dụ như cái người bình thường của mình là 120/80 nè, 120/80 đúng không? Huyết áp tâm thu mình lấy cái máy, mình chưa biết đâu huyết áp, mà mình lấy cái máy huyết áp điện tử đó mình đo đó, thì một cái người bình thường nó sẽ có hai cái số này, đó là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm chương, được chưa? Thì người ta ra những cái công thức gọi là huyết áp trung bình, được chưa? Huyết áp trung bình nó bằng cái gì? Huyết áp trung bình nó sẽ bằng huyết áp tâm thu cộng với 2 lần huyết áp tâm chương. Huyết áp tâm chương tất cả chia cho 3, được chưa? Tất cả chia cho 3 thì đây chính là cái định nghĩa của cái huyết áp trung bình. Rồi tiếp theo nữa, mình hiểu đến cái định nghĩa của hiệu số huyết áp thì nó sẽ bằng là huyết áp tâm thu trừ cho huyết áp tâm chương. Em ví dụ một cái người có huyết áp tâm thu là 120 trừ cho huyết áp tâm chương là 80 thì cái hiệu số huyết áp của người này đó chính là 40 mm thủy ngân, được chưa? 40 mm thủy ngân, 40 mm thủy ngân đó chính là hiệu số huyết áp. Rồi bây giờ mình khai triển cái công thức này ra nè. Bây giờ
quyết áp tâm thu, quyết áp tâm thu cộng 2 lần quyết áp tâm trương chia cho 3, vậy là có phải là 1 phần 3 quyết áp tâm thu cộng cho 2 phần 3 quyết áp tâm trương không? Đúng không? Mình khai triển cái này ra, bằng 3 quyết áp tâm trương. Rồi bây giờ nó lẻ quá, bây giờ mình làm sao cho nó chẵn thì mình nhân lên. À, anh chị chờ em chút xíu nha, để em chút xíu, đem có một chuyện chút xíu nha, chờ em xíu. Ô thầy ơi, đó hình như thầy quên mở mic thì sao thầy không nghe gì hết. Yeah, hả? Yeah, alo, rồi rồi anh chị nghe rồi ha. Yeah. Rồi bây giờ mình nó khai cái quyết áp tâm thu mình sẽ để lại y chang như vậy được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ khai triển cái thằng 2 phần 3 quyết áp tâm trương này thì nó có phải là bằng là trừ 1 phần 3 quyết áp tâm trương cộng cho quyết áp tâm trương không? Đúng không? Khi mà quyết áp tâm trương, thằng quyết áp tâm trương này nè trừ cho 1 phần 3 quyết áp tâm trương thì nó phải bằng là 2 phần 3 của quyết áp tâm trương không? Đúng chưa? Vậy có phải á là mình rút ngắn 1 phần 3 này lại, 1 phần 3 này lại, mở dấu ngoặc ra, quyết áp tâm thu trừ cho huyết áp tâm trương, cộng cho huyết áp tâm trương không? Đúng chưa? Rồi vậy là mình ra được là cái công thức để mà tính được cái huyết áp trung bình của mình, đó chính là 1 phần 3 huyết áp tâm, 1 phần 3 của huyết áp tâm thu trừ cho huyết áp tâm trương cộng cho huyết áp tâm trương thì nó sẽ bằng 1 phần 3 hiệu số huyết áp, cộng cho huyết áp tâm trương, đúng không? Tại vì huyết áp tâm thu trừ cho huyết áp tâm trương đó chính là định nghĩa của hiệu số huyết áp, được ha? Đó rồi vậy là mình ra được cái câu này lại cho anh là huyết áp tâm trương cộng cho 1 phần 3 hiệu số huyết áp, đó chính là cái công thức để mà tính được cái huyết áp trung bình, được ha? Rồi thể tích máu tâm thất cuối thời kỳ tâm thu, anh chị nhớ còn nhớ về cái chu chuyển tim của mình không? Để em nhắc lại cho anh chị nhớ về cái chu chuyển tim ha. Chu chuyển tim của mình thì nó sẽ bao gồm hai giai đoạn, đúng không? Giai đoạn tâm thu và giai đoạn tâm trương. Tâm thu và giai đoạn tâm trương, đúng chưa? Tâm trương, tâm thu thì nó sẽ bao gồm cái gì, anh chị nhớ không? Tâm thu thì nó bao gồm cái gì? Tâm thu thì bao gồm cái gì? Nghỉ thu và thu, đúng chưa? Nghỉ thu và thất thu. Thất thu thì bao gồm hai giai đoạn nhỏ nữa là gì? Thời kỳ căng tâm thất và giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, được chưa? Nhớ không? Tâm trương thì là gì? Tâm trương thì là giai đoạn giãn động thể tích, và giai đoạn là tim hút máu về, đúng không? Các giai đoạn như thế thì tâm thu của mình đó anh chị thì là nó có cái giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, cụ thể hơn là nó có tim bơm máu về ra ngoài nhanh và tim bơm máu ra ngoài chậm nữa. Vậy nó tính lại là khi mà tim bơm máu ra ngoài, vậy em hỏi anh chị là thể tích máu ở tâm thất á, mà cuối thời kỳ tâm thu thì nó là ít nhất có thể hay là nhiều nhất có thể anh chị hả? Ít nhất Ít nhất, có thể, đúng rồi. Vậy là thể tích cuối tâm thu là thể tích mà lúc mà cái trái tim của mình còn lại cái lượng máu ít nhất, được chưa? Rồi ở cái giai đoạn thời kỳ tâm trương là cuối cái giai đoạn thời kỳ tâm trương, tức là cuối cái giai đoạn mà tim hút máu về đó, thì lúc này là cái tâm thất của mình lúc này nó chính là cái lượng máu nó sẽ nhiều nhất, đúng không? Lượng máu nhiều nhất nè, sau cái cuối cái thời kỳ tâm thu là lượng máu ít nhất, cuối thời kỳ tâm trương đó chính là lượng máu nhiều nhất, được chưa? Rồi vậy thể tích nhất bóp, thể tích nhất bóp đó chính là thể tích nhất bóp, tức là cái tim mình một lần có bóp á thì cái lượng máu từ tâm thất đi ra ngoài ngoại biên được bao nhiêu. À, là bóp một lần coi, là cái trái tim chúng ta bóp một lần là bao nhiêu lượng máu nó đã đi ra, được chưa? Thì mà muốn tính được cái thể tích nhất bóp này thì mình lấy mấy cái lúc mà cái trái tim mình nó có cái lượng máu nhiều nhất, tức là cuối thời kỳ tâm trương, trừ cho cái thời điểm mà trái tim mình có cái lượng máu ít nhất, tức là cuối thời kỳ tâm thu, được chưa? Đó thì là mình sẽ tính ra được là cái thể tích nhất bóp. Thì cái này á, người ta thực hiện một cái cận lâm sàng, đó chính là cận lâm sàng thông tim, thì người ta xét, người ta thấy được là cuối thời kỳ tâm thu thường thường á là cái thể tích máu ở trong cái tâm thất của mình là khoảng 120 ml, ở cuối thời kỳ tâm thu thì cái lượng máu của mình là ít nhất là khoảng là 50 ml. Vậy ở đây mình có hai cái để mà mình nhận ra được là cái gì, là
tim của chúng ta nó co bóp như vậy, nó bóp cái lượng máu đi ra ngoài ngoại biên, tuy nhiên nó không bao giờ bóp cả 120 ml máu ở trong tâm thất đi ra ngoài, mà nó chỉ bóp một cái phần lớn của nó thôi, là khoảng là 70 ml. Vậy 70 ml đó, đó chính là 120 trừ 50 nè, là ra 70 nè, chính là thể tức nhắc bóp. Và mình có cái định nghĩa 120 này là lúc cái trái tim có đường máu nhiều nhất, đó là cuối thời kỳ tâm trương hay còn gọi là tiền tải của mình đó. 50 ml này là lượng máu ít nhất mà trong tâm thất có thể là ở cuối thời kỳ tâm thu, được chưa? Cho nên cái câu số 3 này mình sẽ chọn câu B. Thời kỳ căng tâm thất của chúng ta thì là thời kỳ này thì các van nó sẽ như thế nào anh chị? Cái câu này chọn câu nào anh chị biết không? Động hết. Động rồi. Đúng rồi, động hết ha. Thời kỳ căng tâm thất và thời kỳ giãn động thể tích thì là tim của chúng ta sẽ đóng hết lại. Thời kỳ căng tâm thất là tim của mình đóng lại, cơ tim mình nó gồng lên để mà tăng cái áp lực ở trong tâm thất lên đến cái mức mà nó lớn hơn so với là cái ngoài động mạch chủ, thì lúc đó cái van động mạch chủ nó sẽ mở ra và máu từ trong tâm thất nó sẽ chảy đi ra ngoài động mạch chủ, được chưa? Rồi van nhĩ thất đóng và van tổ chim mở thì là thời kỳ tim bơm máu ra ngoài, van nhĩ thất mở mà van tổ chim đóng thì là thời kỳ gì? Hút máu về. Tim hút máu về hoặc là thời kỳ nhĩ thu, đúng rồi, tim hút máu về hoặc là thời kỳ nhĩ thu thì là van nhĩ thất nó sẽ mở và van tổ chim nó sẽ đóng ha. Rồi van nhĩ thất mở, van tổ chim mở, có không, có chuyện này không? Không, không có. Có một cái là bệnh rồi đó ha, có một cái là bệnh rồi đó chứ không phải là bình thường đâu ha. Rồi van động mạch chủ đóng lại khi nào? Van động mạch chủ đóng lại khi nào thì là gì? Giai đoạn ra động mạch hả? Câu này mình chọn cái gì? Câu này mình chọn câu D ha. Câu này mình chọn câu D. Thì ở thời ở gì fan? Lộ mày. Câu này hình như là câu C. B thầy. B thầy. Đầu thử phân tích đầu giai đoạn máu ra động mạch. Giai đoạn máu ra động mạch là giai đoạn, tức là giai đoạn mà tim bơm máu ra ngoài đó, phải không? Thì nó sẽ bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn là tim bơm máu đi nhanh, và thứ hai là tim giai đoạn là tim bơm máu đi chậm, đúng chưa? Hai giai đoạn này. Nếu mà nó nói á là đầu giai đoạn tim bơm máu đi á, thì là tức là ý của nó là nói giai đoạn nhanh này, thì là nó cũng, em thấy nó cũng đâu có đúng không đâu ta, đúng không? Nó đâu có đúng đâu. Nó đâu có đúng đâu, phải là nói là cuối cái giai đoạn mà tim bơm máu đi á thì nó mới đúng. Cuối giai đoạn tim bơm máu đi. Cuối giai đoạn mà tim bơm máu ra ngoài đó. Đó. Thì là nó mới đúng, còn mà nó đầu giai đoạn mà tim bơm máu ra ngoài á thì nó là chưa đúng. Được chưa? Nó là chưa đúng. Rồi, mình có thể nói á là van động mạch chủ đóng lại khi mà cuối giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, hoặc là khởi đầu thời kỳ gì thì cái van động mạch chủ nó đóng lại rồi mới khởi đầu thời kỳ đó. Van động mạch chủ đóng lại tới thời kỳ gì? Thì tâm thu. Tâm thu. Thời đầu kì. Tâm trương, thời kỳ thời đầu van động mạch chủ sau khi mà tim bơm máu ra ngoài nè. Bây giờ mình nhớ lại để em ôn lại cái chỗ đó cho anh chị nha. Nha, không có gì khó hết. Rồi, cái nhớ cái hình này ha, quen ha, quen cái hình này ha. Nói mà bữa hổm nói muốn lẹo cái lĩnh luôn. Đây nè, hình này. Rồi. Bây giờ nè, cái van động mạch chủ nó mở ra nè. Cái van động mạch chủ nó mở ra, tim bơm máu ra ngoài, tức là nó bóp cái lượng dịch đó đi ra ngoài cái động mạch chủ. Thì cái lượng dịch nó sẽ giảm xuống, khi mà lượng dịch giảm xuống thì áp lực nó cũng giảm xuống. Giảm tới cái mức nào? Giảm tới cái mức mà áp lực ở ngoài động mạch chủ nó lớn hơn so với là ở trong tâm thất của mình, thì lúc này van động mạch chủ nó sẽ đóng lại. Van động mạch chủ nó sẽ đóng lại và khởi đầu thời kỳ giãn động thể tích, đúng không? Khởi đầu thời kỳ tâm trương là cái gì? Là pha giãn động thể tích đó anh chị, đúng không? Giãn động thể tích để làm cái gì?
giảng đồng thể tích để mà cái áp lực ở bên trong năm thất của mình nó sẽ giảm xuống thiệt là thấp. Thấp tới cái mức nào? Thấp tới cái mức mà nó thấp hơn so với là áp lực ở trên tâm nhĩ của mình. Thì lúc này khi mà áp lực trên tâm nhĩ lớn hơn ở dưới tâm thất thì sao? Khoan hai lá nó sẽ mở ra. Khoan hai lá mở ra thì tới giai đoạn là tim hút máu về và giai đoạn nhĩ co, cái lượng máu nó sẽ đẩy từ nhĩ đi xuống thất. Cái lượng máu trong tâm thất của mình nó sẽ tăng lên. Lượng máu trong tâm thất của mình nó tăng lên đến cái áp lực mà nó lớn hơn ở trên tâm nhĩ, thì lúc này van hai lá nó sẽ đóng lại. Van hai lá nó đóng lại thì nó sẽ thực hiện gia pha co đồng thể tích, nó tăng cái áp lực lên, tăng cái áp lực lên lớn tới cái mức mà lớn hơn cái van, lớn hơn so với là tâm thất, lớn hơn so với là van cái động mạch chủ ở ngoài. Thì lúc này van động mạch chủ nó sẽ mở ra và thực hiện pha bơm máu đi, được chưa? Đó, đó chính là cái chu chuyển tim của mình đó ha, đó là chu chuyển tim của mình đó ha. Rồi vậy nó tính lại là cái câu này á, là em nghĩ nó là nó sai đáp án ha. Câu này em nghĩ nó là nó sai đáp án, được chưa? Đầu giai đoạn giãn, đúng rồi này ta, cái câu này nó đúng mà, đúng không? Đầu giai đoạn giãn tức là đầu thời kỳ tâm trương đó, đúng không? Đầu thời kỳ tâm trương thì câu năm này mình chọn câu D ha, câu năm này mình chọn câu D. Rồi thời kỳ tăng áp trong chu kỳ tim là pha gì? Pha gì? Pha co cơ gì? Đẳng trường. Đúng rồi, đẳng trường là sao? Đẳng trường là sao? Đẳng trường, cái chữ trường này là tức là cái chiều dài, cái chiều. Rồi. Cái đẳng trường tức là trường là cái chiều dài, đúng không? Cái trường là cái chiều dài. À. Cái trường là cái chiều dài. Đẳng trường tức là chiều dài không thay đổi, đúng không? Tức là chiều dài không thay đổi. Co cơ đẳng trường thời kỳ tăng áp tức là thời là co cơ đẳng trường tức là cơ tim của mình nó gồng lên, nó tăng áp lực lên, tuy nhiên cái chiều dài của sợi cơ tim của mình nó sẽ không thay đổi, thì mình gọi nó là co cơ đẳng trường, được chưa? Cho nên câu 6 này mình sẽ chọn câu B trong cái slide có để. Tiến trình thứ ba là do gì? Máu về chạm tâm thất trong thời kỳ thông trương. Tâm thu, tâm thu chứ. Đó. Động mạch chủ trong thời kỳ tâm thu chứ đâu phải tâm trương, đúng không? Tâm thu. Tâm thu giai đoạn. Ủa, tâm trương chứ, đúng không? Tâm trương, tâm trương. Câu B, câu B không thầy. Tâm à đúng rồi, đúng rồi, câu B. Đúng rồi. Xin lỗi. T3 là máu dội vào thành tâm thất trong thời kỳ tâm trương là cuối giai đoạn tim hút máu, là tới cái giai đoạn tim hút máu về đó. Tim hút máu về nhanh đó, nó sẽ đập vô cái thành tâm thất và nó tạo nên tiếng T3. Tiếng T4 đó là gì? Là nhĩ thu ha, cái lượng máu sẽ đi từ nhĩ xuống thất đập vào thành tâm thất tạo nên tiếng T4. Được chưa? Rồi, cái câu số 8 này chọn gì ta? Câu B hả thầy? Câu B. Câu B kêu chọn câu sai. Câu sai. À, lọ mà anh chị, lọ mà nó sai cái chỗ câu A này anh chị ha. Hemoglobin nó gắn với cái thằng CO2 này là ở cái chuỗi globin nó mới gắn ha. Câu B là cái câu điển hình của cái câu đúng đó, là CO2 này nó không phải gắn vô nhân hem nha, thằng oxy nó mới gắn vô cái nhân hem, nó gắn vô cái thằng sắt 2 của nhân hem, đúng chưa? Một phân tử sắt nó sẽ gắn 4 phân tử oxy ở cái thằng nhân hem này, được chưa? Còn cái thằng CO2 nó không phải gắn chung cái vị trí cái thằng oxy, mà nó gắn ở đâu? Nó gắn ở cái chuỗi globin ha, nó gắn với cái gốc NH2, hoặc giờ hay gọi là cái ốc amin này nè. Vậy là câu B này nó đúng, câu A nó sai nha. Vậy là mình chọn câu A, được chưa? Ha, mình chọn câu A. Và hồng cầu nó sẽ vận chuyển khí carbonic từ mô đến phổi, được chưa? Rồi, khi phân áp oxy của phế nang trên 100, cái câu này thì nó quá khó ha, câu này thì quá khó chứ em không có chưa cái trình độ. Cái này á, là thi sau đại học rồi, cái đề này thi đề sau đại học cho nên có vài cái câu thì nó hơi phức tạp một xíu ha. Thì phân áp oxy của mình nó trên 100 mm thủy ngân, thì lúc này á, cái tỷ lệ độ bão hòa oxy trong máu mao mạch phổi nha ha, là nó là 100%, được chưa? Nó là 100% đó anh chị ha. Rồi tới câu số 10 này, câu số 10 này hình như là có chỉ là câu này, câu số 10 này chọn cái gì? 10C thầy. 10C. Nhớ giúp em cái câu số 10 là nói đến là cái ý nghĩa của thằng CO2 trong máu của mình.
CO2 trong máu của mình đó chị, nó không phải là một cái khí vô dụng, mà là khi mà nó có trong máu của mình nó sẽ kích thích cái trung tâm hô hấp, làm cho cái nhịp thở của mình nó tăng lên, được chưa? Thì cái nồng độ bình thường của nó đó, nó nằm khoảng là từ 40 hoặc là trên 40 một chút xíu, thì là lúc này nó sẽ kích thích cái đường hô hấp của mình, được chưa? Thì mình sẽ thở, hít thở bình thường. Tuy nhiên nó có hai cái trường hợp đặc biệt, khi mà cái lượng CO2 ở trong máu của mình nó giảm xuống nhỏ hơn 40 thì lúc này cái sự hô hấp của chúng ta nó sẽ giảm xuống, vì nó không có kích thích trung tâm hô hấp nhiều, được chưa? Tuy nhiên khi mà nồng độ CO2 nó quá cao, nó lớn hơn 63 mm thủy ngân nữa, thì lúc này nó sẽ ức chế luôn cái trung tâm hô hấp của chúng ta, nó thay vì nó kích thích, nếu mà lớn hơn 40 thôi thì nó là kích thích, tuy nhiên nếu mà nó lớn quá trời lớn luôn, lớn hơn 63 mm thủy ngân ở trong máu chúng ta, thì lúc này sẽ ức chế luôn cái trung tâm hô hấp của chúng ta. Cho nên câu C này nó đúng nha, câu C này đúng, được chưa? Khi phân áp oxy tăng hơn 40, đúng rồi. Ủa, nghĩa là câu C này đúng rồi. Ở câu C này là chọn câu C, đúng không? Câu C này là phải là sửa lại là cái gì? Sửa lại là cái gì? Ức chế hô hấp. Đúng. Đúng rồi, ức chế trung tâm hô hấp ha. Rồi, đúng rồi. Rồi. Theo đường cong ba đường ba đó nó sẽ dịch chuyển sang gì, nó sẽ dịch chuyển sang phải. Uống giờ này con uống gì nữa, kêu con hết chị uống không ơi, hư tắt mic thì kia chị ơi, chị gái tắt mic chưa? Đây cái đường cong ba góc bữa hổm đó anh chị nhớ không, em có dạy cái thằng mà nó đang tập gym á, cái thằng mà nó đang tập gym á, khi mà tập gym thì là cái nằm, khi mà tập gym thì là cái nhu cầu chuyển hóa cơ thể của nó để là nó sẽ tăng lên, đúng không? Thì lúc này nhu cầu chuyển hóa cơ thể nó tăng lên thì lúc này CO2 trong máu của mình nó sẽ tăng lên, độ pH nó sẽ giảm xuống, nhiệt độ của mình tăng lên, đúng không? Các phân tử của liên quan đến các phosphat thì nó sẽ tăng lên. Với những cái chuyện đó thì nó sẽ làm cho cái ái lực của oxy của mình nó giảm xuống, để mà nó giao cái oxy cho cái mô để mà nó tạo năng lượng, được chưa? Ha, chuyển sang phải tức là chuyển sang phải anh chị hiểu hiểu cái ý nghĩa của nó, tức là ái lực với oxy sẽ giảm, ái lực với oxy sẽ giảm, được chưa? Để mà nó giao cái thằng oxy cho mô. Vì là câu này có 11 mà mình chọn cái gì ta? Chọn D thầy. Đề ha, có ai cái ý kiến khác không? Em nghĩ là A. Câu A, A. câu Câu A A thầy ơi. đúng rồi, độ pH giảm tức là toan máu ha, toan máu thì cái ái lực của oxy và cái thằng hemoglobin nó sẽ giảm xuống, còn hai thằng này thì ái lực của thằng oxy nó sẽ tăng lên, tăng ái lực lên, đúng không? Hai này nó sẽ gây tăng ái lực lên, cho nên đừng có, hầu như là em cho cái đề mà em cho tất cả các câu đều đúng á, thì thường thường là không bao giờ em chọn câu đó, cho em không bao giờ mà em đánh cái đáp câu đó cho nghe, cho nên là có người nào mà có thói quen á mà làm gặp tất cả đều đúng chọn câu đó đó thì nó né cái đề của em ra ha, đừng có làm cái đề của em mà chọn tất cả đều đúng, hầu như là câu nào cũng sai hết trơn, được chưa? Rồi vitamin K thì gan chúng ta tổng hợp hầu hết các yếu tố trong máu, trong đó vitamin K tổng hợp các yếu tố số mấy Cô đó, A thôi. 2 7 9 10 đúng không? 2 7 9 10. Rồi câu A thì là yếu tố số mấy? Câu A thì là yếu tố trong máu số mấy ta? Vitamin K là nguyên liệu để tổng hợp các yếu tố trong máu 2 7 9 10 đúng không? 2 7 9 10. À, 2 7 9 10. Cái câu A đó chính là yếu tố đông máu số 2. Đây là yếu tố đông máu số 1, heparin thì không phải là yếu tố đông máu mà là yếu tố chống đông máu. Ok, câu D đó chính là cái gì? Thromboelastin thì nó chính là yếu tố đông máu số 3, đúng không? Yếu tố đông máu số 3. Được chưa? Rồi, heparin yếu tố chống đông máu của mình thì nó có ở nhiều ở trong cái bạch cầu nào, thì đó chính là bạch cầu ưa kiềm ha, bạch cầu ưa kiềm, được chưa? Bạch cầu ưa kiềm, đọc lại nha. Rồi ở người nhóm máu xuất hiện cái tần số cao nhất là cái gì, nhóm máu nào, đúng không? Ồ, nhớ máu. Một, đúng rồi, nhóm máu O ha, khoảng 40 mấy%. Rồi A với B này là khoảng 2 hàng 2, khoảng 20 mấy đó, 20 mấy%. Rồi còn lại rất là ít, khoảng vài phần trăm là nhóm máu AB, được chưa? Cái này là hàng 4, hàng ở nhóm O là nhiều nhất, khoảng 44%, được chưa? Cho nên người nào có nhóm máu AB á, thì cũng rất là khó để mà tìm được cái bạch máu để mà truyền ha, khi mà có gặp tai nạn rồi á.
không? Rồi, tiếp theo nữa, hình dạng của hồng cầu thì nó thực hiện chức năng trao đổi ký. Rồi, ngoại trừ là gì? Câu D đó thôi. Câu D, chính xác ha, câu D. Bờ hãm hình dạng của hồng cầu là hình gì? Hình gì? Đĩa lõm hai mặt, đúng không? Đĩa lõm hai mặt. Thì với cái hình dạng này, cái con hồng cầu á, nó sẽ tăng cái diện tích tiếp xúc của nó lên đối với cái máu của mình ha. Và nó lõm như vậy, nó sẽ giúp là tăng cái tốc độ phát tán khí ha. Thứ hai là nó lõm như vậy, hình đĩa lõm hai mặt như vậy, nó sẽ giúp cho cái con hồng cầu nó dễ dàng biến dạng, nó đi qua được các tế bào, nó đi qua được các mạch máu hiện hữu của mình, được chưa? Rồi tiếp theo nữa, câu 16 nè, tiểu cầu nó sẽ không dính với cái lớp với collagen nếu mà thiếu chất nào sau đây? Câu A thôi. Câu A đúng rồi, yếu tố von Willebrand, thiếu cái chữ von rồi đó, von Willebrand. Được chưa? Bình thường á thì cái mạch máu của mình nó bình thường, thì cái mạch máu, cái tế bào biểu mô qua mạch máu mình nó là điện tích âm, cái con tiểu cầu nó cũng mang điện tích âm, khi mà điện tích âm làm điện tích âm thì nó dội ra, thì cái con tiểu cầu nó sẽ chạy 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 trong mạch máu của mình một cách bình thường, được chưa? Tuy nhiên khi mà mạch máu của mình nó bị tổn thương thì nó sẽ làm lộ cái lớp collagen ở phía dưới này, cái con tiểu cầu nó sẽ đi đến, nó bám với cái lớp collagen này, nó bám như cái lớp collagen này nhờ một cái yếu tố, đó chính là yếu tố von Willebrand, được chưa? Yếu tố von Willebrand, khi mà cái con tiểu cầu đầu tiên nó gắn vô cái lớp collagen này thì nó sẽ việt hóa, nó sẽ bắt đầu giải phóng ra những cái chất để mà kết dính tiểu cầu, đó chính là ADP và thrombosan A2. Những cái chất này nó sẽ làm cho những cái con tiểu cầu khác nó đang tung tăng ở trên cái mạch máu của mình nè, nó sẽ bắt đầu vô đây, nó tích tụ vô đây, tích tụ vô đây, tích tụ vô đây. Khi mà nó tích 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 như vậy vô thì cuối cùng nó hình thành một cái nút, nên là một cái nút, thì mình gọi nút này là nút gì? Nút chặn tiểu cầu, được chưa? Nhớ ha. Rồi. Tiểu cầu giữ vai trò quan trọng thời kỳ thầm máu tức thời là do tiểu cầu tiết ra chất nào sau đây? Biết không? Câu C. Câu C đúng rồi, ADP và thrombosan A2. Nó sẽ giúp hình thành nút chặn tiểu cầu nha. Còn những cái này ấy, con tiểu cầu nó không có tiết ra, được chưa? Cái này, những cái này á, là do cái bạch cầu ưa ba giờ này, nó có những cái này nè, trong cái phản ứng dị ứng của heparin cũng nằm ở trong bạch cầu ưa ba giờ nha, yếu tố trong đồng máu. Rồi kháng thể tự nhiên của một cái nhóm máu mà nó có kháng thể B beta thì người đó có nhóm máu gì? Câu D, A và O. Đúng rồi, câu A và O ha, A và O, được chưa? A và O. Thì nhóm máu A thì nó sẽ có kháng thể beta, nhóm máu B, nhóm máu O thì nó sẽ có kháng thể alpha và kháng thể beta luôn, được chưa? À. Rồi nhóm máu B thì nó có kháng thể alpha thôi, được chưa? Rồi yếu tố nào sau đây tham gia quá trình hoạt hóa prothrombin thành thrombin? Câu nào? Câu B đúng rồi, câu B ha. Thì mình có hai cái thời kỳ mà đông máu huyết tương á, đông máu huyết tương với cái 12 cái yếu tố đông máu của mình á anh chị, 12 yếu tố đông máu á, thì nó có hai cái quá trình là đông máu ngoại sinh, đông máu nội sinh. Thì cụ thể hai thằng này sao á thì cũng không cần biết lắm, nhưng mà kết quả của hai thằng này á, thì nó sẽ tạo ra được cái phân tử gì? Kết quả của hai thằng này á, cuối cùng á, nó sẽ tạo ra được một phân tử gì? Phân tử đó chính là phân tử prothrombinase. Anh chị chú ý cái chữ này cuối cùng nè, thường thường cái dạng A này nè, đó chính là ly giải, đúng không? Thì cái dạng A này nó sẽ ly giải gì? Ly giải prothrombin thành cái thằng gì? Thrombin, đúng không? Thành thrombin. Thì cái thằng prothrombinase này nè là cái sản phẩm của quá trình đông máu nội sinh và đông máu ngoại sinh, được chưa? Nó sẽ xúc tác cho chuyển prothrombin thành thrombin. Thrombin này thì nó sẽ là yếu tố xúc tác của chuyển từ fibrinogen thành fibrin, mạng lưới fibrin, được chưa? Thì chính cái mạng lưới fibrin này nè thì nó sẽ bao bọc cái thằng hồng cầu, bao bọc những cái tế bào máu của mình, làm cho cái máu của mình nó từ dạng lỏng nó trở nên cái dạng sần sệt như là gao câu, thì lúc này cái máu của chúng ta nó sẽ được đông lại, thì đó chính là cái quá trình là đông máu huyết tương.
Được chưa? Rồi, đông mắt. Tiếp theo nữa, cái câu số 20, đông máu nội sinh. Đông máu nội sinh. Câu này chưa? Câu D. À, thì mình loại trừ từ từ. Đông máu ngoại sinh là nó sẽ có yếu tố số 7 và yếu tố số 5. Cho nên chọn câu A nha. Câu này chọn câu A nha. À, 12, 12, 12 trở thành 10, yếu tố 12 khi mà tiếp xúc với collagen sẽ thành 12 hoạt quá, 12 hoạt quá, hoạt quá yếu tố số 11 thì 11 hoạt quá, 11 hoạt quá sẽ hoạt quá yếu tố số 9 thành yếu tố số 9 hoạt quá, yếu tố số 9 hoạt quá cùng với yếu tố số 8 hoạt quá sẽ hoạt quá yếu tố số 10 thì yếu tố số 10 hoạt quá, yếu tố số 10 hoạt quá nó sẽ biến trở thành với nhiều yếu tố xúc tác nó sẽ trở thành protonase. Được chưa? Cho nên cái câu này là câu A. Cái câu này á, anh chị phải làm theo cái kiểu là loại trừ từ từ, được chưa? Yếu tố số 7 và yếu tố số 5 là của quá trình đông máu ngoại sinh ha. Của quá trình đông máu ngoại sinh. Của quá trình đông máu ngoại sinh, cho nên là mình chọn câu A nha. Rồi, carbohydrate trong thức ăn thì nó được hấp thụ theo cái cách nào sau đây? Qua mạch bạch huyết là thấy tào lao rồi, mạch bạch huyết là của mỡ nha, nó hấp thu mỡ. Rồi, được hấp thu duy nhất ở dạng gluco là sai luôn. Nhiều dạng đường đơn khác nhau. Đường đơn khác nhau. Trong đó có gì? Gluco nè, là một thôi à. Còn cái gì nữa? Fructo nè. À, fructo nè. Hoặc là cái gì? Gelato, gelato này là cái đường của cái sữa, sữa, sữa lacto của mình đó, thành nó sẽ thành gelato ha. Gelato. Này cũng được là những cái dạng đường đơn nó sẽ được hấp thụ. Đó, rồi cái câu D này là tiêu hóa chủ yếu ở miệng, nghe tiêu hóa ở ruột chứ sao mà ở miệng. Ở miệng là tào lao rồi, cho nên câu này mình chọn câu C, được chưa? Amylase nó sẽ cắt cái tinh bột của mình ra ha. Rồi, lucid này phong phú nhất thì cái câu này á, anh chị cũng không cần học đâu thì nó ở đường ruột ha. Thức ăn ở tâm vị xuống dạ dày từng đợt là do cái gì? Anh chị nghĩ nó lại do cái gì anh chị? Dịch. Đó anh chị luôn á, nó là do cái gì? Cái này chắc em chưa dạy nhưng mà đó là anh chị cái suy nghĩ cái em dạy lý giải cho. Rồi, chọn đại câu đi. Cơ trên cơ rồi mở ra cái van. Câu C. Câu C, ok. Rồi, các anh chị nào có ý kiến khác không? Câu A. Câu A, dạ dạ chấm. Rồi. Còn câu nào nữa không? Có ai ký ý kiến khác không? Câu D thầy. Okay. Câu D thầy ơi. Rồi, ba người chọn giống như là né câu trúng ha. Câu đúng là câu câu B. Chọn sao mà ba có bố đáp án mà chọn ba cái hụt luôn ha. Hay thì. Thì đây nè anh chị. Thì là mà khi mình ăn vô á, mình ăn vô á thì ở đây thì cái dạ dày ở đây mình có một cái, đây là cái thực quản của mình nè, cái này là cái dạ dày nè ha, cái dạ dày, cái dạ dày thì giữa thực quản và cái dạ dày nó có một cái cơ thắt chỗ này, nó thắt lại, nó có một cái trương lực nhất định, nó thắt cái chỗ này lại, nó không phải là luôn luôn mở, nó luôn luôn là nó thắt lại. Khi mà có thức ăn ở trên này nó báo hiệu xuống thì lúc này báo hiệu nó tăng cái áp lực ở trên này xuống thì lúc này cái cơ thắt thực quản này nó mới chịu mở ra và cho thức ăn nó đi xuống. Nhưng thức ăn nó qua từng đợt là do đâu? Khi mà cái dạ dày mình thì vốn dĩ nó bản chất là axit, đúng không? Bản chất của nó là axit, nó rất là axit. Độ pH của nó khoảng chỉ có 2 thôi, đúng không? Thức ăn mình vô thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ trung hòa cái axit này. Và cái cơ thắt thực quản này nó sẽ nghe lời theo cái việc là cái dạ dày mình nó có mang tính axit hay không. Nếu cái dạ dày của mình có thức ăn xuống, nó trung hòa cái axit đó rồi thì cái pH của mình nó sẽ tăng lên, đúng không? Theo cái hướng 3R thì lúc này cơ thắt thực quản này nó sẽ đóng lại. Nó đóng lại để làm gì? Để mà ở dưới cái dạ dày mình nó nhào trộn một hồi, cái là nó trở thành dưỡng chất để mà nó đi xuống cái tá tràng. Khi mà thức ăn nó đi xuống cái tá tràng bớt rồi thì sao nữa? Đi xuống ta càng bớt rồi thì sao nữa? Thì lúc này cái lượng axit nè, nó tiết ra, liên tục tiết ra nè, nó sẽ tăng lên trở lại. Và lúc này cái dạ dày của chúng ta nó trở nên axit. Và lúc này cơ thắt thực quản của chúng ta nó sẽ mở ra và cho thức ăn nó đi xuống. Cứ liên tục như vậy. Dạ dày bây giờ thì nó đóng lại. Khi mà thức ăn nó đi xuống này, dạ dày trở nên axit lại, thì nó sẽ mở cơ thắt thực quản này ra, cho nó đi xuống. Được chưa?
Những cái câu này anh chị thấy nó hơi khó, chưa có em chưa có dạy thì là đừng có lo, không có thi mấy cái thứ phức tạp này đâu. Cái này là mình thay vì là dạy từng bài lại cho anh chị dạy đầy đủ lại thì là nó không có vô trọng tâm, thì là qua những câu trắc nghiệm này đi tới câu nào anh giảng tới câu đó ha, thì là sẽ gợi nhớ là cho kiến thức cho anh chị ha. Được chưa? Rồi mình có một cái thuốc á, mình có một cái thuốc tên gọi nó, cái thuốc là antihistamine H2, được chưa? Ví dụ như là cimetidine, ranitidine nè, được chưa? Những cái thuốc này anh chị, những cái thuốc này là những cái thuốc mà ức chế tiết axit, được chưa? Ức chế tiết axit, những cái thuốc này nó có thể điều trị viêm dạ dày. Là điều trị như thế nào? Ở đây mình có một cái tế bào này mình gọi nó là tế bào thành. Nhiệm vụ của tế bào thành ở trong cái dạ dày của mình là nó tiết ra gì anh chị nhớ không? Tế bào thành nó tiết ra cái gì? HCL. Còn gì nữa không? Yếu tố nội tại. Hay quá, giờ này mà còn nhớ được yếu tố nội tại là hay lắm rồi đó. Yếu tố nội tại. Bây giờ yếu tố nội tại á, thì là đúng rồi, nhưng mà nó không có liên quan đến cái chuyện ở đây. Bây giờ em nói tới cái HCL thôi ha. Cái HCL này nè là do cái tế bào thành nó tiết ra. Ở đây nó có một cái bơm na cộng ca, bơm na cộng và H cộng, nó tính lại là cái tế bào thành này nó nhờ cái bơm này để mà nó tạo ra được cái HCL, được chưa? Nhưng mà cái tế bào thành này nó bị kích thích bởi cái gì, thì nó có các thụ thể histamine ở cái tế bào thành này, ở cái dạ dày của mình. Nó có một cái loại tế bào gọi là tế bào TCL. Tế bào này á, nó sẽ tiết ra histamine. Khi mà histamine này nó gắn vô cái thụ thể histamine ở trên tế bào thành á, thì nó sẽ kích thích cái tế bào thành của mình bài tiết ra HCL, được chưa? Vì vậy nếu mà mình sử dụng những cái thuốc là antihistamine H2 như là cimetidine hoặc là ranitidine mình uống vô, thì lúc này nó sẽ gắn vô cái thụ thể histamine này, làm cho là cái histamine do cái dạ dày của mình tiết ra đó, nó không thể gắn vô cái thụ thể histamine này, qua đó nó không kích thích tế bào thành nữa, qua đó HCL sẽ không được bài tiết ra nữa và sẽ làm giảm cái lượng axit trong dạ dày để mà điều trị viêm dạ dày ha. Anh chị dược lý là chắc anh chị có học cái vụ này chắc biết ha, đúng không? Anh chị học được cái chỗ này chưa? Dạ rồi, đúng không? Có học cái thuốc này chưa, thuốc antihistamine H2 này chưa? H1 thì là điều trị dị ứng rồi sổ mũi rồi đó. H2 này thì là cái thụ thể nó nằm ở dạ dày ha. Đó. Cho nên nói chung á là cái histamine này khi mà nó được tiết ra thì nó sẽ làm tăng cái bài tiết cái dịch của cái dạ dày của mình, làm tăng cái nhu động dạ dày của mình ha. Cho nên câu này chọn câu A, được chưa? Rồi, cái câu này chọn câu nào? 25 ngoại trần. Chọn nào? Rất là dễ, câu này thì anh chị chọn được. Em nghĩ là câu A rồi. Câu A. Tế bào chính là nó tiết cái gì? Tế bào chính ở dạ dày bữa hổm em chỉ anh chị học có hai cái chính thôi. Học cái tế bào thành với học cái tế bào chính thôi, chỉ có hai cái tế bào đó thôi. Anh chị học có hai cái thôi. Còn mấy kia định hơi từ từ học sao? Tế bào chính nó tiết cái gì? Chất nhầy là tế bào cổ tuyến hay là tế bào nhầy nó mới tiết ra chất nhầy. Tế bào chính nó tiết cái gì? Cái men gì mà nó tiết ra ở cái dạng tiền chất đó? Enzyme. Đúng rồi, pepsinogen. Rồi sau đó nó được cái gì xúc tác nè, nó mới trở thành pepsin nè. HCL. Đúng rồi, HCL, giỏi quá, HCL. Đó, thì là khi mà nó trở thành cái dạng pepsin này nè, thì nó mới có hoạt tính, nó sẽ đã tiêu hóa một phần
Protein, đúng chưa? Tiêu hóa một phần protein. Vậy ở đây nó nói cái thằng HCL mà nó tiến hành ở tế bào chính thì câu này là sai rồi, cho nên mình chọn câu D. Được chưa? Rồi. Cái này những ba cái câu trên á thì bây giờ em sẽ giải thích từng câu nè. Tiếp theo là acetylcholine. Acetylcholine này là một cái đó là một cái chất dẫn truyền của cái hệ phó giao cảm. Khi mà cái phó giao cảm là gì? Phó giao cảm là ăn ngủ nghỉ. Khi mà cái phó giao cảm hoạt động mạnh, tức là ăn ngủ nghỉ hoạt động mạnh, ăn ngủ nghỉ hoạt động mạnh, thì lúc này là ở cái dạ dày của mình nó sẽ hoạt động mạnh. Nó sẽ làm sao? Hoạt động mạnh của cái dạ dày là nó làm sao? Tăng nhu động lên, tăng bài tiết dịch lên, cho nên là acetylcholine nó sẽ có cái thụ thể ở cái tế bào thành này nè, và nó có, thậm chí nó có thụ thể ở tế bào chính luôn. Acetylcholine này tức là phó giao cảm của mình, nó hoạt động mạnh lên thì lúc này HCL nó sẽ được bài tiết ra nhiều lên, nó có thụ thể ở trên này luôn ha. Rồi còn hai cái câu A hay câu B này nè. Và anh chị phải dựa, nó có những cái mà anh chị chưa, em cứ chưa nói cho anh chị, khi mà anh chị học lên sau này á thì là mới có học như thế này ha, là nó có sử dụng cái thằng CO2 nè ha, nó có sự chuyên chở chủ động cái thằng H cộng nè đó, nó có những cái quá trình đó để mà nó giúp cho là nó tạo ra được cái là axit HCl, được chưa ha, nó có những cái quá trình này, được chưa? Nhưng mà cái này quá, khi mà mình học luôn mấy cái này thì nó quá dài ha, sẽ rất là khó để mà chị tiếp thu hết. Rồi sau này mình sẽ học lên sao, học lên những cái này sao ha. Và em nói với anh chị là học cái sinh lý này á là nó rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái, những cái môn sau này của anh chị luôn ha. Như cái thuốc hồi nãy em nói thôi, cái thuốc anti, cái histamine hồi nãy thôi, nếu mà anh chị học sinh lý không tốt á, anh chị học sinh lý và không có học được là cái tế bào TCL đó, không có học được cái thụ thể TCL đó, không có học được cái thụ thể antihistamine đó, sau này anh chị học cái thuốc kháng histamine, antihistamine H2 này anh chị học như thế nào? Vậy là tự nhiên là cái thuốc này nó từ đâu nó trên trời nó rơi xuống hả? Không có nha, cái thuốc này á, là từ sinh lý mà nó ra không đó, người ta dựa vào cái sinh lý người ta mới sáng chế ra những cái thuốc này để mà người ta điều trị cho bệnh nhân. Cho nên nếu mà anh chị học tốt sinh lý á thì là sau này những cái môn học của anh chị á là anh chị biết trơn rồi, cái cơ chế anh chị biết rồi, thì những cái thuốc men đồ sau này á anh chị chỉ cần học liều thôi, học chỉ định, học tác dụng phụ của nó thôi, anh chị đã biết cái cốt của nó rồi thì học mấy cái rìa rìa á nó dễ. Còn già tự nhiên mà học sinh lý không biết cái sinh lý, không biết cái thụ thể H2 này ở đâu, không biết cái tế bào TCL là gì thì sao, không biết, không biết tự nhiên ở đâu trên trời mà nó ra được cái thuốc antihistamine H2 này ha. Đó, nó sẽ ảnh hưởng như vậy đó, và không biết nó từ đâu trên trời, tự nhiên trên trời nó rơi xuống. Học kiểu gì mà thuộc được chị, không có kiểu gì mà thuộc được hết trơn ha, không có kiểu gì mà thuộc được hết trơn. Học học mà học vẹt gì không có gì kiểu gì. Giờ nghe em nói là ở cái tế bào thành nó có cái thụ thể này, khi mà uống cái thuốc antihistamine vô, nó đi vô nó ức chế cái thụ thể histamine này ở tế bào thành, thì qua đó nó sẽ làm không có kích thích tế bào thành nữa, thì HCL nó sẽ không được bài tiết ra nữa. Vì vậy axit ở dạ dày của mình nó sẽ giảm xuống và độ pH nó sẽ tăng lên, qua đó điều trị cái bệnh dạ dày của mình. Nó ảnh hưởng như vậy nữa ha. Rồi niêm mạc của dạ dày tiết chất nào sau đây? Ở dạ dày nó tiết chất nào sau đây? Yếu tố nội tại. Yếu tố nội tại ở tế bào thành, đúng chưa? Rồi hai cái thằng này á anh chị thì nó sẽ được tế bào ở niêm mạc ruột, niêm mạc ruột tiết ra, được chưa? Niêm mạc ruột tiết ra. Amylase này thì có cả hai chỗ tiết luôn, là ruột tiết ra và tuyến tụy, đúng không? Tuyến tụy tiết ra. À. Rồi chắc nào không tham gia phân giải protein, phân giải protein. Câu A, câu A. Bây giờ câu A thì nó là một cái chất lạ mình chưa biết đi, tuy nhiên mà mình thấy được cái chất, câu B câu C là chắc chắn là có, đúng không? Câu B câu C là chắc chắn là nó tiêu diệt, tiêu hóa cái protein rồi. Mình thấy cái câu D này nè, mình cho nên chọn cái câu D này, tại vì sao? Các bô si nè, carbohydrate đó, đúng không? Carbohydrate đó là chính là cái gì? Là mấy cái đường của mình đó, mấy cái tinh bột của mình đó, được chưa? Cho nên nó thằng này nó sẽ tiêu hóa cái đường, tiêu hóa cái tinh bột, cho nên chọn câu này nha. À, vai trò của axit mặt,
Câu này thì mình sẽ chọn cái câu A ha. Câu này mình sẽ chọn cái câu A. Được chưa? Rồi. Sự tiết dịch tị. Cái câu 29 này mình chọn câu gì anh chị? Câu A này. Câu A chính xác. Epinephrine này là nó là hoạt chất của giao cảm hay là phó giao cảm? Nó là hoạt chất của giao cảm, đúng không? Giao cảm thì chiến đấu. Chiến đấu thì cái dạ dày mình sao? Thì dạ dày giảm hoạt động. Giảm hoạt động thì làm sao? Giảm hoạt động tức là giảm nhu động và giảm bài tiết dịch ra, đúng chưa? Cho nên epinephrine sẽ làm giảm bài tiết dịch ra, tức là nó sẽ giảm bài tiết cái dịch natri CO3 này ra, được chưa? Dịch tụy nó đã bài tiết một phần trước khi ăn thức ăn nó đến ruột, tức là cái dịch tụy của mình đó anh chị. À, thì là khi mà mình chỉ cần nhìn cái thức ăn thôi là cái dịch dạ dày, dịch tụy của mình nó đã bài tiết ra rồi, thì cái giai đoạn đó người ta gọi là giai đoạn tâm linh. À, tức là tâm lý của mình, khi mà mình thấy thức ăn, cái dạ dày của mình nó đã bài tiết dịch ra rồi, tiết tụy của mình nó đã bài tiết dịch ra rồi. Khi thức ăn mình ăn vô nó đi tới cái dạ dày, đi tới cái đụng ruột của mình, thì lúc này cái dạ dày, cái tụy của mình đó, nó sẽ bài tiết ra được nhiều hơn nữa, được chưa? Bài tiết ra nhiều hơn nữa. Nhưng ý em nói là khi mà mình nhìn thấy thức ăn thôi thì cái ruột, cái dạ dày của mình hay quá rồi ha. Thì cái ống lường gần của mình với cái cấu trúc nó đặc biệt, nó có hai cái. Thứ nhất là gì? Nó có nhiều ti thể, tế bào biểu mô có vi nhung mao tạo thành bờ bàn chải, làm tăng diện tích tiếp xúc. Thì với hai cái điều này nè, khi mà nó có nhiều ti thể thì sao? Tạo ra nhiều năng lượng, đúng không? Nhiều năng lượng. Thì với hai cái điều này nè, nó sẽ làm cho cái ống lượng gần của mình tăng khả năng tiếp xúc với cái dịch lọc ban đầu, tăng năng lượng lên để mà gì? Để mà vận chuyển tích cực các chất đi vào bên trong tế bào để mà tái hấp thu các chất. Vì vậy cái ống lượng gần của mình đó chính là cái nơi để mà nó tái hấp thu nhiều chất nhất, 65% những cái chất mà nó đi vào cái qua cầu thận của mình nó đều được tái hấp thu ở ống lượng gần. Thậm chí là những cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là protein nè, acid amin nè, glucose nè, carbohydrate nè, những cái chất đó là những cái chất dinh dưỡng, vitamin nữa, những cái chất đó sẽ tái hấp thu 100% ở cái ống lượng gặt của chúng ta, được chưa? Những cái chất khác ví dụ như là nước nè, natri nè, kali nè, clo, HCl3 trừ nè, những cái chất đó nó sẽ được tái hấp thu ở cái ống lượng gặt khoảng là 65%, đa phần hầu hết rồi, đúng không? Rồi còn 35% lượng chất còn lại thì nó được tái thu ở qua ống lượng sau, ống góp chỉ một phần nhỏ thôi ha. Nhờ vào đâu? Nhờ vào ống lượng gần nó có nhiều ti thể và có cái bờ bàn chải làm tăng diện tích tiếp xúc lên. Ví dụ em có một cái mặt phẳng như thế này và em có một cái mặt phẳng nó gì? Thì nếu mà nó có cái mặt phẳng như thế này thì sao? Những cái dịch ở trên này nè, nó sẽ làm tăng cái diện tích tiếp xúc cái dịch ở lòng ống của mình đối với là cái bề mặt này. Còn nếu mà nó bề mặt nó phẳng lì như thế này nè thì nó đâu có tiếp xúc được bao nhiêu. Nếu mà cái bề mặt nó cà nhăn như thế này nè thì sao? Nó tái hấp thu dễ dàng hơn, cái diện tích tiếp xúc nó tăng lên, nó tái hấp thu dễ dàng hơn, được chưa? Rồi câu 31 này anh chị chọn câu nào? Cứ chọn đại đi ha, không sao, em sẽ giải thích từng câu cho. Câu C nên có trong dịch lọc và nước tiểu. Rồi gluco của mình á, hồi nãy em nói cái gluco của mình nó sẽ là sao? Gluco của mình á là một cái chất dinh dưỡng, cho nên nó sẽ được tái hấp thu 100% ở cống lượng gần.
Nếu vậy là câu D. Đúng rồi. Vậy là Luco của mình nó đi qua được cái màn lọc cầu hạng, cho nên trong cái dịch lọc ban đầu thì nó sẽ có cái thằng Luco, tuy nhiên đi qua cống lượng gần nó sẽ được tái hấp thu 100%, được chưa? Cho nên ở một cái người bình thường của mình sẽ không có Luco trong nước tiểu, mình đi tiểu ra kiến nó không có bù, đúng chưa? Ở những người bị đái tháo đường thì sao? Tiểu đường, những người bị đái tháo đường đó, đái tháo đường ha, đái tháo đường tức là lượng đường trong máu của mình nó sẽ tăng lên. Khi mà lượng đường trong máu của mình tăng lên thì có phải là đường đi qua nước tiểu tăng lên, đi qua màng lọc cầu thận tăng lên, đường đi qua màng lọc cầu thận tăng lên nhiều tới cái mức mà nó sẽ vượt qua được khả năng tái hấp thu của cái ống lượng gần, thì sao ạ? Đường nó tái hấp thu không hết, đường nó tái hấp thu không hết thì sao? Thì lúc này nó sẽ xuất hiện đường ở trong nước tiểu của chúng ta, và những cái người bị đái tháo đường này khi mà đi tiểu ra kiến nó sẽ bù lại. Hả? Vậy là tiểu đường kiến bù có thiệt không? Có thiệt chứ, có đó, chứ không phải người chơi đâu. Bình thường mình đi tiểu ra kiến, con kiến nó không có bù lại nước tiểu. À, ý là không phải là người nào tiểu đường thì cũng có đường trong nước tiểu, không phải, ý là nói cho dễ hiểu thôi. Và đái tháo đường, đường tăng lên, đường tăng lên trong máu thì là đường đi ra nước tiểu nhiều, đường đi ra nước tiểu nhiều quá cái khả năng tái thu của cái ống lượng gần thì sao? Đường nó sẽ thải ra đường nước tiểu, và mình đi tiểu ra nó có đường trong đó thì có khả năng là kiến nó sẽ bu vô cái nước tiểu của mình, là có chuyện đó, là có thể xảy ra nha. Cho nên bây giờ cái câu hỏi này là hỏi về sinh lý, là tức là hỏi về cái chuyện bình thường, tức là người bình thường của mình sẽ tái thu phần trăm là 100%, đường sẽ được tái thu ở ống lượng gần cho nó sẽ không có đường trong nước tiểu, được chưa? Không có đường trong nước tiểu, tuy nhiên đường nó có trong dịch lọc ban đầu. Rồi bức lọc tiểu cầu thận là cái gì? Là lượng dịch lọc qua các tiểu cầu thận, qua hai thận trong vòng 1 phút, được chưa? Ha, lượng dịch lọc qua được tiểu cầu thận trong vòng 1 phút nó là 120 ml trên phút. Trong vòng 1 phút nó sẽ có được 120 ml lượng nước tiểu đi qua cái cầu thận để trở thành dịch lọc ban đầu, được chưa? 120 ml này mình nhân cho 60 phút của 1 giờ, nhân cho 24 giờ thì nó ra khoảng 180 lít. Nó ra khoảng 180 lít, thì bữa hổm em nói với anh chị đó, dịch lọc ban đầu nó lọc ra là khoảng 180 lít dịch cho 1 ngày. Tuy nhiên 99% lượng 180 lít dịch này nó sẽ được tái thu ngược trở lại, chỉ còn khoảng 1 lít rưỡi nước tiểu là nó được thải ra ngoài thôi. 1 lít rưỡi này mới gọi là nước tiểu. 180 lít thì mình gọi nó là dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu nó phải đi qua 4 cái đoạn cống thận thì nó mới trở thành nước tiểu, được chưa? Rất là rõ ràng như vậy. Rồi áp suất nó có tác dụng đẩy dịch qua màng lọc sang bao bô manh. Câu này chỗ nào? Câu D thôi. Câu D, áp suất thủy tĩnh. Đúng mày. Rồi mình có ba cái áp suất lọc á, áp suất lọc, áp suất lọc nó liên quan tới ba cái lực thôi. Áp suất thủy tĩnh rồi, đem kiếm cái hình đó thì nói chuyện nó dễ rồi. À đây là ba cái lực nè. Lực đầu tiên là gì? Khi mà có máu chảy vô cái điệu động mạch đến, nó chảy đến qua mao mạch cầu thận á, thì nó sẽ có tạo ra được một cái lực gọi là áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận. Cái lực này nó sẽ đẩy cái dịch từ mao mạch cầu thận đi ra bao bô manh. Trong máu của mình nó sẽ có những cái albumin, những cái hồng cầu, những cái này là nó tạo nên áp suất keo keo, anh chị nhớ là nó dính đi, nó hút cái dịch lại. Vì là với cái áp suất keo á của mao mạch cầu thận á, nó sẽ hút cái dịch ngược lại, nó sẽ hút cái dịch từ bao bô manh đảo ngược về cái mao mạch cầu thận. Khi có những cái dịch nó chảy ra cái bao bô manh rồi thì chính những cái dịch đó nó sẽ tạo ở cái bao bô manh một cái lực gọi là áp suất thủy tĩnh của bao bô manh. Áp suất đó nó sẽ đẩy cái dịch ngược lại cái mao mạch cầu thận của chúng ta. Thì áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận là nó khoảng là 55, áp suất thủy tĩnh, áp suất keo
của ma mạch cầu thẳng khoảng là 30, áp suất thể tổng của ba lô manh thì nó là khoảng là 15, thì mình lấy 355 mình trừ cho 15, mình trừ cho 30 thì là nó ra được số gì? Một con số là 10 mm thủy ngân. Con số này là một số dương, cho nên tổng ba cái lực này tóm lại thì cái lực đó sẽ tạo thành cái áp suất lỏng, nó đẩy cái dịch từ ngoài, từ cái ma mạch cầu thẳng của mình vào cái bao bô măng, đúng chưa? Giúp cho tạo nên dịch lọc ban đầu, đó chính là cái quá trình lọc ở cầu thẳng chúng ta ha. Đó chính là quá trình lọc của chúng ta. Quá nhiều kiến thức ha, một câu thôi học được quá nhiều kiến thức luôn. Rồi, rồi chế tác thu ấm lượng gần. Rồi câu này thì chưa cần học ha, câu này chưa cần học đâu ha. Câu này cũng chưa cần học luôn, câu này cũng không cần học luôn. Rồi, cái câu 37 này là chọn câu gì? Chưa cần chọn, chưa cần học, tuy nhiên là mình chọn đáp án cho anh chị luôn ha. Có gì để mà anh chị sau này ha, học thêm thì biết được. À, các bạn lấy. Về trong câu B. Chờ. Ở Wahele, cái câu này chắc chọn được nè. Wahele thì nó có hai ngành, ngành xuống là ngành mỏng, ngành lên thì nó ngành dày. Bây giờ ngành xuống thì là nó tái hấp thu, nó mỏng cho nên là sao? Nó tái hấp thu nước, còn ngành lên nó dày cho nên nó không tái hấp thu nước được, đúng không? Cho nên câu này mình chọn câu gì? Câu này anh chị có chọn chưa? Anh chị có người nào chọn đáp án chưa? Câu 35 nè. Câu B này. Câu B nha, câu B. Nước tái hấp thu nhiều ở ngành xuống và tái hấp thu rất ít ở ngành lên của Wahele, chính xác ha. Ở ngành lên của Wahele thì sao? Nó chỉ tái hấp thu những cái ion thôi, nước thì là sao? Không có tái hấp thu nha. Rồi, câu này á thì là anh chị chưa có cần học nha. Câu này chọn câu D. Rồi, cái câu 37 này anh chị hơi chọn được nè. Cái renin. Cái renin này mới hỏi em nha. Anh chị nhớ em hướng dẫn cái hệ renin, angiotensin và aldosterone không? Rồi, cái câu này anh chị chọn. Chỉ anh chị nhớ cái vụ mà tiêu chảy không? Tiêu chảy á, mất nước. Được chưa? Mất nước thì sao? Huyết áp giảm. Huyết áp giảm thì lượng máu tới thận. Lượng máu tới thận giảm thì sao nữa? Lượng máu tới thận giảm thì lúc này thận nó bù trừ bằng cách là bài tiết renin. Renin này nó sẽ chuyển cái angiotensin ở cái gan thành angiotensin 1, tạo ra A1, và angiotensin 1 này nó sẽ đi với cái phổi để mà chuyển thành angiotensin 2, đúng chưa? Angiotensin 2 này thì nó là chất co mạch và nó gây là kích thích bỏ thượng thận bài tiết ra aldosterone. Thì sao nữa? Aldosterone này nó thực hiện là chức năng gì? Tái hấp thu muối nước, đúng không? Tái hấp thu natri, na cộng và nước bài tiết cộng. Vì vậy với cái tác dụng của thằng aldosterone của cái phần vỏ thượng thận á, thì sao ạ? Thì sao? Nước và natri nó sẽ được tái hấp thu và nó sẽ bài tiết cái thằng H cộng và cái thằng kali ra ngoài. Vì vậy theo như vậy mình có thể suy luận được là nếu mà nồng độ kali máu nó tăng lên, nồng độ kali máu nó tăng lên thì là lúc này cái thằng aldosterone nó mới hoạt động mạnh để mà đẩy cái thằng kali đi ra ngoài, đẩy cái thằng kali đi ra ngoài để làm giảm cái lượng kali của mình xuống, đúng không? Cho nên nếu mà cái câu này thằng kali này nè nó giảm xuống thì tất nhiên là cái hệ renin angiotensin của mình nó không hoạt động này, nó không hoạt động mạnh này, đúng không? Còn là lưu lượng máu thấp nè, là cái gì? Lưu lượng máu thấp nè thì giống như chừng này nè, là huyết áp thấp nè, huyết lưu lượng máu nên thằng giảm đó. Câu A, câu B là đúng rồi, đúng chưa? Nè, rồi mấy cái câu này á, thì là mấy câu này em chưa dạy ha. Rồi câu 40 này đây, tác sinh lý hệ sinh dục đi, anh chị chọn câu nào? Câu A. Nồng độ hormone sinh dục nam tương đối ổn định hơn người nữ, ok, đúng rồi. Thằng nam thì sao? Thằng nam thì đến tuổi gì thì nó tăng lên đỉnh cao thì nó
sau khi mà tuổi 55, sau khi mà qua cái thời giai đoạn bán kính á, thì nó vẫn giảm dần 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 từ từ xuống thôi. Còn ở người nữ thì sao? Ở người nữ thì khi mà nó tăng lên, tuổi dậy thì nó tăng lên, nồng độ hormone estrogen nó tăng lên, đến thì tuổi bán kinh thì nó giảm một cái èo luôn, đúng chưa? Và ở người nữ của mình á thì mình có chu kỳ kinh nguyệt, đúng không? Chu kỳ kinh nguyệt thì ở trước thời kỳ rụng trứng cái nồng độ hormone nó khác, ở sau thời kỳ rụng trứng cái nồng độ hormone cũng nó khác, cho nên cái nồng độ hormone estrogen ở người nữ của mình á nó không có ổn định, nó thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, nó thay đổi theo cái quá trình mãn kinh của mình, cho nên nó không ổn định, được chưa? Cho nên cái câu này mình chọn câu A ha. Rồi chắc cho kinh hoàng bài tiết kia để mà ức chế tiếng yên tiếng ép sắt. Câu B. Câu B hay quá vậy, sao có đọc bài sao hay quá vậy? Đúng rồi nha, ép sắt của mình ở cái tiếng yên nó sẽ bài tiết ra hai loại hormone kích thích sinh dục thôi, là ép sắt và LH, đúng không? Ép sắt ở miền Nam nó sẽ đi đến tế bào gì là hát, nó đi đến tế bào gì đi đến lâu lâu như thế thôi, lây là gì, lây đít, đúng rồi. Rồi FSH nó sẽ đi đến tế bào gì? Sẹt tô ly, hay quá, sẹt tô ly, đúng rồi. Nhớ hai chữ là đầu nè, đúng không? Bên này thì nó có chữ ớt ở chính giữa nè, với chữ ớt này nè, nó giống giống nhau nè, đúng không? Đó, mình nhìn như vậy cái mình nhớ ha. Lây đít và tế bào sẹt tô ly, nó có hai cái tế bào này thôi nha. Rồi lây đít thì nó sẽ bài tiết testosterone, đúng không? Rồi tế bào sẹt tô ly thì nó sẽ gì? Hỗ trợ tinh trùng sinh sản và phát triển, đúng không? Thì cái trục hạ đồi tuyến yên và tuyến nội tiết cấp dưới của mình nó cũng ảnh hưởng cái tuyến nội tiết cấp dưới của mình bây giờ, đó chính là tuyến sinh dục hay còn gọi là tinh hoàng của người nam của mình đó. Thì khi mà nồng độ testosterone nó được bài tiết ra nhiều, tinh hoàng được sản xuất ra nhiều ha, à, thì lúc này tế bào sẹt tô ly của mình nó sẽ sản sinh một cái loại hormone ngược lại, đó chính là gì, là inhibin. Inhibin này nó sẽ quay ngược lại cái tuyến yên của mình, nó ức chế tuyến yên của mình, kêu cái tuyến yên của mình giảm bài tiết FSH đi. Bên cạnh đó testosterone nó cũng quay ngược lại tuyến yên của mình, kêu tuyến yên của mình giảm bài tiết tế bào LH đi, được chưa? Với cái việc làm điều hòa ngược âm tính như vậy, cái nồng độ hormone testosterone và số lượng tinh trùng của mình nó sẽ được sản xuất ở cái mức hàng định, à, ví dụ nồng độ của nó là từ 4 đến 9 mg đi thì nó cũng cỡ ra hoài vậy đó ha, à, nó không có nhiều hơn, thì như vậy thì mới gọi là hàng định ở trong cơ thể của mình là hàng định như vậy ha, à, nó mới duy trì ở cái mức ổn định như vậy. Nó tăng cao lên thì cũng là điều xấu, nó giảm quá thấp thì cũng là điều xấu ha, à, thì mình có một cái quá trình để điều hòa cái chuyện đó cho cái nồng độ một cái chất nào đó trong cơ thể của mình ở cái mức ổn định, đó chính là quá trình điều hòa ngược âm tính bởi trục hạ đồi, tuyến yên và tuyến nội tiết cấp dưới đó, như vậy ha. Rồi bây giờ hormone nào sẽ xuất hiện sớm trong nước tiểu sau khi có hiện tượng thụ tinh và làm tổ? HCG chính xác ha. Thì cái HCG này chính là một cái sản phẩm để mà mình ứng dụng trong cái việc là tạo ra cái que thử thai, được chưa? Ở cái que thử thai thì nó sẽ có những cái kháng thể của cái HCG này, kháng thể anti HCG này ha, anti HCG này. Thì khi mà mình lấy cái que thử thai nè, mình người phụ nữ á, nó tiểu rồi cái mình lấy cái que thử thai này mình thử, thì trong này nó có cái kháng thể của HCG. Người phụ nữ khi mà mang thai, cái nhau thai nó sẽ bài tiết ra cái hormone HCG này, và mình ứng dụng vô cái chuyện đó, mình tạo ra được cái kháng thể của HCG, mình để ở trong cái que thử thai. Vậy là khi mà nước HCG này nó xuất hiện trong nước tiểu, mình lấy mình ngâm vô cái que thử thai, thì sẽ có sự kết hợp kháng nguyên kháng thể giữa HCG và anti HCG này, thì nó sẽ tạo ra được cái vạch, đúng không? Hai vạch là mang thai đó, cơ bản như vậy. Thì HCG này là do cái nhau thai của mình nó sẽ bài tiết ra, thì nó sẽ xuất hiện rất là sớm, được chưa? Ở trong máu của mình thì là sau khi quá trình thụ tinh 8 đến 9 ngày thôi thì là nó đã xuất hiện ở trong máu rồi. Rồi sau khi 14 ngày thì lúc này thì nó mới xuất hiện trong nước tiểu. Trong nước tiểu thì tại vì sao? Tại vì HCG của mình thì nó cũng có cái thời gian bán thải của mình vậy, cũng có thời gian để mà nó thải ra ngoài nước tiểu vậy, đúng không? Cho nên thì là phải vài ngày sau thì nó mới xuất hiện trong nước tiểu. Rồi tiếp tục nữa, chức năng ngoại tiết của tuyến sinh dục là cái gì? Câu C. Hay quá. Nội tiết là gì? Ví dụ người nam đi, nội tiết là nó sản xuất cái gì? Hormone, chính xác rồi, đúng không? Nhớ cái tiếng ngoại tiết với tiếng nội tiết. Tiếng nội tiết thì là nó bài tiết ra hormone, hormone này sẽ thấm vào máu đi khắp nơi trong cơ thể để mà gây tác dụng. Ngoại tiết là gì? Là những đi theo cái đường ống, nó bài tiết ra những cái chất tiết, và những cái chất tiết này nó đi theo cái đường ống. Ví dụ ở tuyến tụy thì nó sẽ bài tiết ra các enzyme, cái enzyme này nó sẽ đi theo cái ống tụy chính và nó đổ vào D2 của tá tràng. Ví dụ ở cái tuyến sinh dục của mình đó là gì? Là những cái ống sinh tinh. Những cái ống sinh tinh này nó sẽ sản sinh ra tinh trùng bởi tế bào sạc tô ly, và
những cái con tinh trùng này nó sẽ theo cái ống dẫn tinh mà nó đi lên trên, đi lên trên, đi lên trên hoài, đi lên trên, và nó sẽ cư ngụ ở túi tinh. Được chưa? À. Con này sau đây đúng là androgen ở người. Con này chắc chưa dạy nhưng mà cái làm đại đi. Câu C con này. Câu C ha, câu C, đúng rồi. Câu C còn được bài tiết ở buồng trứng và tiết thượng thận với liều thấp, được chưa? Ha, ở bên học mình học đó, cái vỏ thượng thận đó nó có lớp cầu, lớp bó, lớp lưới, trong đó ít nhất là cái lớp lưới của nó là nó bài tiết ra hormone androgen này rồi, cho nên mình chọn câu C ha. Androgen nó không phải được sản xuất ở gan mà là sao, nó được thói dán ở gan, ở cái gan của mình là giống như là một cái nhà máy nó lọc chất độc vậy đó. Thì những cái hormone trong cơ thể của mình, những hormone bản chất là steroid trong cơ thể của mình, khi mà nó được tạo ra, nó thực hiện xong chức năng của nó rồi thì nó sẽ đi đến cái gan của mình, ở đó nó sẽ có những cái enzyme nó sẽ giúp cho những cái hormone này nó được thói dán, tức là nó làm cho cái những cái hormone này nó mất chức năng đi và nó sẽ thải ra đường nước tiểu, được chưa? Nha. Câu nào sau đây đúng với hormone testosterone người nam sau khi được tiết ra? Câu này chọn đại đi, chọn đi. Testosterone gắn cái chữ này, chỉ gắn thôi. Chọn đại của A này. Câu A, tại anh có thể giải thích được tại sao không? Đúng rồi đó, có thể giải thích được tại sao không? Dạ, bởi vì là cái hormone này nó là sinh dục chính của nam ạ, được sản xuất bởi tinh hoàn. À. Dạ, cho nên nó bài tiết vào máu sự điều khiển của hormone LH ấy. Rồi, 99% testosterone gắn với protein. Dạ. À, okay. Rồi, ok, để em giải thích cho ha, tại sao lại dạ. Như vậy. Rồi, mình có ba loại hormone. Hormone bản chất là protein, peptide đúng không? Bản chất là acid amin. Acid amin. Bản chất là steroid. Thì hormone loại protein peptide là nó do cơ quan nào bài tiết ra? Thường nó là vùng hạ đồi nè, tuyến yên nè, đúng không? Rồi tuyến tụy nội tiết. Đây nha. Acid amin, hormone T3, T4 là hormone tuyến giáp nè. Thứ hai là hormone của tủy, cái tủy thường thẳng là adrenaline và noradrenaline, là những cái hormone loại acid amin. Cái loại hormone steroid thì chỉ có hai cái tuyến thôi, là gì? Tuyến gì hormone bản chất là steroid, cho đó tuyến thượng thận và tuyến sinh dục, tuyến vỏ, cái vỏ thượng thận ha. Mình có hai cái vỏ thượng thận và tủy thượng thận luôn. Tủy thượng thận thì bài tiết ra hormone adrenaline và noradrenaline, được chưa? Thì nó bản chất là acid amin. Cái vỏ thượng thận của mình nó mới bài tiết ra hỏi hormone là steroid, thì nó có bao gồm ba lớp: lớp cầu, lớp bó, lớp lưới. Lớp cầu là aldosterone, lớp bó là cortisol, lớp lưới là androgen, đúng không? Tuyến vỏ thượng thận rồi, và tuyến sinh dục, đúng không? Tuyến sinh dục. Thì cái loại hormone bản chất là protein peptide, thì khi mà nó được bài tiết ra máu thì nó sẽ vận chuyển cái dạng nó đi vòng vòng ở trong máu á, tức là khả năng vận chuyển, tức là nó đi vòng vòng ở trong cái hệ tuần hoàn của mình như thế nào, nó đi tự do, tức là mình nó một mình nó thôi, nó không cần cái thằng xe ôm gì hết trơn, nó chở nó đi hết trơn á, nó tự nó chạy ở trong máu thôi, nó đi tự do. Hormone bản chất là steroid, thì thằng này nó bị què, nó cần xe ôm sẽ chở nó, được chưa? Thì thằng này nó cần cái gì để nó chở nó, thì đó là chất cắt protein. Thì những cái thằng protein nó sẽ gắn với cái loại hormone steroid này và nó sẽ chuyên chở cái máu của mình chạy ở trong cái hệ tuần hoàn ha, đó là như vậy. Còn acid amin thì nó là BD 50-50 thì là 50% cái loại hormone, loại acid amin này nó sẽ được vận chuyển ở dạng tự do, 50% nó sẽ được vận chuyển ở cái dạng được chuyên chở bởi các protein, đó như vậy. À, vậy là nhớ ha, hormone bản chất là protein peptide thì nó sẽ di chuyển trong máu ở cái dạng tự do, hormone bản chất là steroid nó sẽ di chuyển trong máu ở cái dạng có gắn protein, được chưa? Cho nên testosterone của mình là một cái loại hormone sinh dục, cho nên nó đi vào trong máu thì nó sẽ được vận chuyển ở cái dạng là gắn với protein huyết tương của mình, đó. À, rồi cái câu này thì có nhiều cái câu này thì mình chọn câu A ha, câu này mình chọn câu A ha. Đó. Tiếp theo nữa là câu nào sau đây sai khi nói về tác dụng đồng hóa của testosterone và các androgen khác? Câu này, câu 47 chọn câu gì? Có phải câu C không thầy ạ? Câu C. Nhờ tổng hợp và giảm làm tăng khối lượng cơ ở người nam hơn người nữ.
tăng thôi. Câu nói đúng. À, câu này đúng mà. Câu này đúng, câu này đúng. Kêu chọc câu sai. Okay. Dạ. Câu A. Hả? Câu A, đúng rồi. À, hormone của sự đồng hóa. Đồng hóa là gì? Là từ những cái phân tử nhỏ trở thành các phân tử lớn. Ví dụ như là từ cái acid amin sẽ tổng hợp lại thành protein. Từ acid béo sẽ tổng hợp lại thành các phân tử mỡ, các phân tử triglycerid. Từ các glucose nó sẽ trở thành các phân tử glycogen để mà dự trữ gen. Đó là quá trình đồng hóa. Đồng hóa để làm cái gì? Để mà ví dụ như là thằng protein của mình thôi, từ cái acid amin nó sẽ tổng hợp thành một chuỗi dài thì mình gọi nó là protein, peptide protein. Những cái chuỗi dài này nó sẽ là cấu tạo của thành phần cơ bắp của mình. Được chưa? Cấu tạo của thành phần cơ bắp của mình. Cho nên với tác dụng của thằng testosterone, tác dụng của đồng hóa thì protein nó sẽ được tăng tổng hợp và giảm thôi biến đi, giúp phát triển cơ bắp của mình. Được chưa? Cho nên là chọn câu A, nó đi ngược, nó nói ngược lại, giảm tổng hợp và tăng thôi biến nên cho mình chọn câu A, kêu chọn câu sai chứ không phải chọn câu đúng. Đúng không? Đặc điểm ở đây, ở người nam thì cái hormone testosterone so với estrogen ở người nữ thì nó sẽ có hoạt tính giúp tạo cái cơ bắp nó gấp 3 lần so với người nữ. Cho nên người nữ mà muốn tập gym để mà phát triển cơ bắp á là nó cực kỳ khó nha. Cho nên là nếu mà một người ta khi mà đi tập gym á, người ta hỏi người ta, em cũng đang tập gym nè. À, người ta lại hỏi tập gym nữ không nên tập gym để mà nó thô, nhìn nó thô nó xấu. Nó lên cơ, nhìn nữ mà tập gym nó lên cơ nó xấu. Rồi anh chị biết em trả lời sao không? Mình sẽ trả lời cho người ta là như vậy. Mình sẽ trả lời á, như là cái lý do nãy em nói là ở đứa nữ mà muốn lên cơ, tập gym mà lên cơ á thì nó phải cố gắng gấp 3 lần so với là người nam. Thằng nam á, những cái thằng người nam á nó tập chết bà luôn, nó cũng chưa có lên cơ nữa. Bây giờ người nữ phải cố gắng gấp 3 lần cái thằng tập chết bà đó luôn. Thì anh chị nghĩ coi, cái người nữ mà muốn lên được cơ bắp á thì cái việc đó nó khó không? Nó rất là khó chứ, nó khó cực kỳ khó. Rồi những cái đứa nữ mà nó nói cái kêu nó nói đi tập gym những cái lên cơ bắp để mà cái nó thô thô, thì nó thô thô nó xấu xấu. Mình trả lời sao? Mình sẽ trả lời như thế này là em chưa học mẫu giáo á, thì em cũng đừng có nghĩ để mà em trở thành cái thằng giáo sư. Em hiểu không? Mình trả lời như vậy đó. Ha, là tập gym đi tập vài bữa còn chưa đi tập được nữa, mày đặt mà lên cơ mơ đi, đừng có lên, không có chuyện đó đâu. Tập có vài bữa là biết chừng nào, tập cả năm trời chưa chắc nó lên cơ nữa. Đi mới lại hỏi cái câu chưa tập được ngày nào lại hỏi cái câu em tập lại nó thô thô, lại nó thô nó xấu cái người em là sao? Mình phải trả lời vậy đó ha. Chưa thầy, em hỏi này là không tập để tăng cơ, nhưng mà ăn nó thì ăn những cái thức ăn thiên về tăng cơ thì có đúng không thầy? Thức ăn thiên về tăng cơ tức là mình ăn nhiều đạm, nhiều protein đó đúng không? Nhiều đạm, nhiều protein. Dạ, đúng rồi, có cái trường phái là họ ăn để tăng cơ mà giảm mỡ đó thầy, là ăn ức gà hoặc là ăn những cái thứ mà không có mỡ. Nhưng mà ăn ức gà, ăn thịt nạc rồi thầy, để cho nó tăng cái lượng cơ lên thì có đúng không thầy? Đúng, cái đó đúng, nhưng mà nó phải kết hợp với tập luyện. Tại vì sao? Tại vì cái việc mà nó tăng cơ bắp của mình, tức là anh chỉ biết cái quá trình nó xảy ra như thế nào không? Là khi mà mình tập luyện đó thì những cái cơ bắp của mình nó sẽ bị xé ra thì nó sẽ hình thành các tế bào cơ bắp mới, được không? Ví dụ một tế bào cơ bắp của mình khi mà tập luyện thì nó sẽ xé cái tế bào cơ bắp đó ra, nó trở thành hai tế bào cơ bắp, được không? Cho nên anh chị, nếu mà mình ăn không, ý là không phải hoàn toàn như vậy, nhưng mà nếu mà mình ăn không mà mình không kết hợp với tập luyện thì là ăn xong thì là cái cơ bắp của mình nó đâu có bị xé ra để mà nó phát triển đâu, hiểu không? Cho nên có cái quá trình lên cơ, nếu mà mình ăn không, mình ăn nhiều thì là nhiều đạm vô mà không có kết hợp với tập luyện thì nó cũng không có hiệu quả, không có hiệu quả bao nhiêu. Ngược lại, nếu mà mình tập luyện, nếu mà mình chỉ tập luyện thôi, về nhà ăn bị gói thì chuyện gì xảy ra? Thì bây giờ cái cơ bắp của mình nó đã được xé ra rồi để mà nó chuẩn bị nó phát triển cơ bắp mới. Tuy nhiên mình không cung cấp nguyên liệu để mà cái cơ bắp nó phát triển thì nó có phát triển không? Nó cũng không phát triển được bao nhiêu hết, được chưa? Nó cũng không phát triển lên được bao nhiêu hết. Ha, đó, cả hai cái như vậy thì mình phải, thậm chí là em là dân trong ngành, em có tập gym đó, cho nên là em tìm hiểu về cái này thì em cũng biết thêm một chút xíu đi nè, là cái quá trình để mà mình một người thằng nam nó lên cơ đó thì là 80% nó phụ thuộc vào cái ăn ngủ nghỉ, chứ không phải là phụ thuộc vào tập luyện nó chỉ chiếm 20% thôi, hiểu không? Là cái quá trình tập luyện ăn, cái quá trình ăn ngủ nghỉ của mình thậm chí còn quan trọng hơn so với là quá trình tập luyện. Yeah. Yeah.
rồi đó ha, cả hai cái đều theo phân tích cho chị rồi đó ha. Rồi tiếp thầy chị, lúc mà cái cơ bắp nó xé ra để mất thêm cái bào ạ, cái bào để nó thêm cơ đó thầy. Rồi sau này như mình bị teo cơ lại thì mình ăn ít, mình ốm, mình teo cơ lại thì nó có bị tiêu đi không? Nó chỉ bị teo lại thôi, còn mà số về số lượng á thì nó không thay đổi. Cho nên là nếu mà giống như là mình tập luyện một thời gian nè, mình tập luyện một cái thời gian dài nè, những cái tế bào cơ bắp của mình nó đã được nhiều lên, nó đã được tạo ra nhiều tế bào cơ bắp rồi, phải không? Ừ. Rồi tới cái thời điểm nào đó như là mình tặng cái chuyện gì đó đó mà mình không có thời gian, mình không có thời gian để mà mình tập luyện nữa, không có thời gian để mà mình ăn cái chế độ để mà tăng cao nữa, thì lúc này cơ bắp của mình nó sẽ bị teo lại nha, có cái chuyện teo lại là có nha. Tuy nhiên những cái số lượng tế bào cơ bắp đó nó vẫn còn đó, anh chị tập luyện lại, ăn uống đàng hoàng trở lại là cơ bắp anh chị sẽ phát triển lại trở lại một cách nhanh chóng, được chưa? Dạ cảm ơn. Đó, phát triển lại một cách nhanh chóng. Hôm qua cái hình giữa thầy tập luyện ở lại cho mấy bạn nữ thấy. Thôi em có tập được bao nhiêu đâu, tập chơi thôi. Rồi tiếp theo nữa thì mình đi đến cái testosterone, cái câu phát triển xương này nè, dẫn cái gì ta? C. C. Mọc lông mọc râu. Testosterone làm tăng bề dày của xương, tăng cái chất cơ bản của xương. Câu B là sai nè. Câu B là sai nè. Câu D là sai nè. Bây giờ người ta hỏi trên phát triển xương tự nhiên mọc lông mọc râu. Vậy câu nào? Vậy là câu A. Câu A bây giờ ta hỏi phát triển xương tự nhiên mọc lông mọc râu ở đây. Rồi tiếp theo nữa, câu 49, câu nào đúng đối với là chất tiết cổ tử cung? Câu nào? Rồi lấy hạt sinh dục. Câu B, câu B ha. Rồi, câu A. Hả? Câu A. Câu B mới đúng nha. Câu B mới đúng. Rồi. Rồi, tiếp theo là tới cái bài cái nội tiết nè. Cái nội tiết thì rồi, câu 50 mình chọn câu gì? Cái này mấy cái này dễ thì anh chị chắc chọn được hết à. Câu C. Cortisol. Câu A. Rồi chọn bấy nhẹ hết. Rồi. Con cortisol. Hormone X nằm ở vùng hạ đồi. Dạ câu C này. Câu C. Đúng rồi. Hay quá. Câu A là ở đâu? Tuyến yên. Đúng không? Thì chứ tuyến yên. Câu B là ở vỏ thượng thận. Thành. Câu C là vùng hạ đồi. Đúng rồi, câu C là vùng hạ đồi ha. Rồi, câu 51. Dạ B. B, ok. Đúng rồi. Peptic là sẽ do vùng hạ đồi, vùng tuyến yên và tiết ra ha. Acid amin là hormone tuyến giáp và tủy thượng thận, steroid tiết sinh dục và tuyến vỏ thượng thận mà tiết ra. Hormone giáp làm tăng hấp thu gluco từ đường tiêu hóa, tuy nhiên bệnh nhân cường giáp có thể bị gầy là do. Chọn đại đi thì em sẽ giải thích sau. Câu B. Ok. Ở bệnh nhân cường giáp á, thì nó sẽ làm tăng là hormone dị hóa. Nó sẽ làm tăng những cái phân tử nhỏ lên, nó sẽ làm tăng nồng độ acid amin lên, tăng nồng độ gluco lên, tăng nồng độ acid béo trong máu lên. Được chưa? Muốn tăng cái nồng độ acid amin lên thì sao? Nó phải ly giải cái phân tử protein ra, mà cái việc mà ly giải protein nó sẽ làm cho cơ bắp chúng ta nó giảm xuống và những người bệnh nhân cường giáp nó sẽ bị gầy. Ha. Hormone giáp di chuyển trong cái hệ tuần hoàn thì ở cái dạng nhiều nhất là 2/3 của nó là nó có một cái loại protein đặc biệt nó bám vô cái phân tử tyrosine, đó chính là tyrosine binding globulin. Cái này anh chị chưa học. Ha, anh chị nhớ em.
Tủy thượng thận. Phát biểu sai. Câu này anh chị chọn được không? Câu A. Câu A. Câu A đúng nha. Hormone tủy thượng thận của mình nó sẽ bài tiết những cái loại hormone y chang như là thằng giao cảm, nó bài tiết ra là adrenaline và noradrenaline. Vì vậy hormone tủy thượng thận nó hoạt động giống y là giao cảm như đó, thì em mới dạy chị là tủy thượng thận nó bài tiết ra hormone đó, nó hoạt động như là chiến đấu gì đó, đúng không? Cái này là đúng nha, câu A là đúng ha. Câu C. Câu C. 80% của tủy thượng thận bài tiết ra epinephrine và 20% nó sẽ bài tiết ra norepinephrine, cho nên câu C cũng đúng luôn. À, còn câu nào nữa? Dạ chọn sai là chọn D thầy. Chọn câu sai. Dạ chọn D. Chọn B. Ồ đúng rồi. Của cái đoạn tủy ngực nha. Tủy ngực từ cái đoạn tủy trong cái xương sống của mình đó, thì nó sẽ có những cái ống tủy trong đó, những cái đoạn tủy trong đó, thì cái đoạn tủy đó từ cái tủy ngực từ ngực số 1 đến cái đoạn tủy ngực số 3, tủy ngực số 3 ha, thì nó sẽ chi phối cho cái vùng tủy thượng thận này. Còn cortisol này nó là như là một cái chất xúc tác để mà nó sẽ chuyển cái thằng epinephrine thành norepinephrine và norepinephrine thành epinephrine, được chưa? Chuyển theo cái chiều này nè. Cho nên khi mà với sự hỗ trợ của cortisol thì cái lượng epinephrine được bài tiết ra nó sẽ nhiều hơn so với là norepinephrine ha. Câu nào sau đây đúng khi câu 55 chọn câu nào? Câu B. D. Câu B. D. Máy câu gì câu gì? Dạ câu D. Câu D. Dạ. Câu D là sai. Câu D mình phải sửa lại gì? Aldosterone nó sai chỗ nào? Nó sai chỗ tăng táp thu nè. Sửa lại gì nó mới đúng? Thu muối nước. Táp thu muối nước và bài tiết cái kali. Bài tiết kali và H cộng ra ngoài nước tiểu. Được chưa? Vì vậy với sự tác dụng của hormone aldosterone, nồng độ kali trong máu của mình sẽ giảm xuống, được chưa? Rồi, câu A thì làm sao? Câu A nó sai chỗ nào? Glucagon nó làm tăng hay làm giảm đường huyết? Làm tăng đường huyết. Làm tăng đường huyết, đúng rồi. Insulin thì nó mới làm giảm đường huyết của mình. Rồi, câu B nó sai chỗ nào? Phải làm tăng tích trữ mô mỡ, đúng chưa? Tăng tích trữ mô mỡ. Thì anh chị nhớ giúp em, insulin chỉ cần nhớ một câu thôi, là hormone của sự đồng hóa, được chưa? Đồng hóa thì nó sẽ tích tụ những cái chất lại, những cái phân tử mà mình ăn vô, ví dụ như là acid amin được tái thu vô máu nè, gluco được tái thu vô máu nè, cái acid béo được tái thu vô máu nè, những cái chất này nó sẽ đi vào bên trong tế bào của mình để mà tổng hợp những cái phân tử lớn, ví dụ từ những cái phân tử nhỏ đó nó sẽ chuyển thành những cái phân tử lớn là protein, chất béo glycogen, đúng không? Vậy là nó sẽ làm tăng tích trữ mô mỡ, tăng tích trữ protein, tăng tích trữ glycogen, vậy là mới đúng cái thằng insulin ha. Vậy là câu đúng của mình là câu C, somatostatin ha. Rồi chọn câu đúng về glucagon, mình chọn câu nào bây giờ? Câu B. Câu B. Đúng rồi, câu B ha, làm tăng đường huyết lên, giúp cho khi mà cơ thể mình hoạt động hết, nó sử dụng nhiều oxy, sử dụng nhiều đường để mà tạo năng lượng, được chưa? Thì lúc này đường huyết của mình nó sẽ giảm xuống. Chính cái thằng glucagon này nó sẽ giúp cho cái gan của mình nó tăng tạo đường lên. Nó ly giải glucagon ra để mà nó đi vào máu, để mà làm cho cái đường huyết trong máu của mình nó không bị giảm xuống quá thấp. Anh chị nhớ một điều là cái não của mình nè, là nó chỉ sử dụng đường gluco để mà nó tạo ra năng lượng, nó mới hoạt động thôi. Không có sử dụng đường fructo, cũng không có sử dụng đường galacto gì hết trơn á. Nó chỉ duy nhất sử dụng đường gluco để mà tạo năng lượng thôi. Khi mà cái lượng đường huyết trong máu của mình giảm xuống, nó không thể lấy bất kỳ một cái chất gì khác để mà nó tạo năng lượng, để mà nó sống được, được chưa? Cho nên
một bệnh nhân mà hôn mê đầu tiên vô với anh chị là anh chị phải thử cái đường huyết, thử cái đường đường luôn coi trong máu của người ta, không có làm chuyện đột quỵ gì hết trơn á, đột quỵ cả ngày nữa mới chết, không có chết liền. Nhưng bị tụt đường huyết chỉ cần 5 phút thôi là cái não của anh chị, cái não đó, nó không thể sử dụng bất kỳ cái chất gì khác để nó tạo năng lượng hết trơn á, cho nên nó sẽ không thể sống được nếu mà bị hạ đường huyết. Cho nên chỉ cần 5 phút 10 phút là các tế bào não nó đã bắt đầu chết rồi, được chưa? Cho nên tiếp cận đi bệnh viện, tiếp cận một bệnh nhân hôn mê, cái việc đầu tiên cần làm đó chính là thử đường huyết, được chưa? 5 phút 10 phút là chết. Đột quỵ đi, ví dụ đột quỵ tai biến rồi đó, trời ơi thì cũng nguy hiểm, đồng ý là nguy hiểm đó, nhưng mà cả ngày nó mới chết lặng, được chưa? Bấm cái đường huyết chỉ có 5 phút thôi, bấm ra một cái là anh chị biết là có tụt đường hay không, là loại trừ được một nguyên nhân nguy hiểm mà nó chết nhanh nữa là ok. Cái chuyện đó phải làm đầu tiên nha. Còn mà mai mốt cái chuyện mà đột quỵ hay không á, để mà chụp CT á, cái chuyện đó thì cả ngày bệnh nhân mới chết lắm ha. Cái chuyện quy tắc đi vô bệnh viện là cái chuyện nào bệnh nhân chết sớm thì mình làm trước, chuyện nào bệnh nhân chết trễ thì làm sau, đó như vậy. Mình cứ như quy tắc như vậy mà làm ha. Rồi aldosterone trong máu tăng, sẽ dẫn đến câu 537 chọn câu nào? Dạ câu B. Câu B hay quá. Câu A này phải sửa lại là gì? Là khi mà nó tái hấp thu muối nước thì nó phải làm tăng thể tích dịch ngoại bào. Khi mà nó đào thải H cộng thì cái H cộng mất đi thì cái pH của nó phải tăng lên, đúng không? Tại vì pH nó tỷ lệ nghịch với thằng H cộng. H cộng nó giảm xuống, pH nó phải tăng lên. Huyết áp khi mà tái hấp thu nhiều muối, tái hấp thu nhiều nước thì sao? Huyết áp của mình nó tăng thể tích dịch ngoại bào lên thì tất nhiên huyết áp nó cũng phải tăng lên rồi, đúng không? Rồi câu 58 chọn câu sai. Câu này chưa có học. Câu này phải chọn là câu D, được chưa? Stress nó sẽ kích thích bài tiết prolactin, được chưa? Stress nó sẽ kích thích bài tiết prolactin. Tuy nhiên nó không phải là yếu tố chính. Cái yếu tố chính của mình là gì? Cho trẻ bú nè, đó. Cái việc cho trẻ bú nè, mang thai nè, mang thai nè, chính những cái việc này nè, ha, nó sẽ làm giúp cho cái nó sẽ làm giúp cho hormone TRH được bài tiết ra nhiều hơn, làm cho prolactin ở tuyến yên được bài tiết ra nhiều hơn, để mà prolactin đi đến cái tuyến vú, để mà nó giúp cho cái tuyến vú của người phụ nữ phát triển. Thứ hai là nó sẽ kích thích tuyến vú bài tiết ra sữa để mà chuẩn bị cho đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ có sữa để mà nó bú, được không? Rồi mình hết rồi. Rồi bữa nay thì mình chỉ học bao nhiêu thôi ha. Rồi anh chị thì rồi bữa nay anh chị có thể nghỉ nha. Anh chị có thể nghỉ nha. Ôi, cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn anh chị ha. Cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn anh chị. Cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ.